được diễn ra lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015 tại Thư viện Á Châu, 1339 đường Baxter, Charlotte, NC 28204. Ngoài việc sinh hoạt bình thường của hội, hội dành cho cộng đồng người Việt trình bày một sự kiện quan trọng về vấn đề kỳ đài của hai lá cờ Việt-Mỹ trong khuôn viên bãi đậu xe của khu thương mại Việt-Mỹ đã bị hạ xuống trong tuần vừa qua, làm xôn xao trong cộng đồng người Việt quốc gia. Được biết kỳ đài do anh thương phế binh Võ Hồ, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, đứng ra vận động cùng với các tôn giáo, các đoàn thể, cộng đồng đến gặp gỡ chủ tiệm Việt-Mỹ và đã được đồng ý bằng lời hứa miệng cho phép xây dựng từ năm 2002, tính đến nay được 13 năm. Kể từ ngày kỳ đài được dựng lên, hai lá quốc kỳ Mỹ-Việt ngày đêm tung bay theo chiều gió. Đặc biệt mỗi dịp xuân về, Tết đến, sao cộng cờ đồng nó cũng như tụt các cựu xuống quân nhân tề tựu gần nơi dưới đây đất đấy nhỉ? làm lễ chào cờ đầu năm Xin với một chào, tâm niệm tất thật cả cao các bạn. quý và thiêng liêng. Suốt Bà chủ ngày tịch cờ cộng mới đồng Nguyễn quạt, Thu ông Hương sốt cho ruột biết diễn quá các tiền bị ông hạ già cờ cũng như ơi. được kéo lên lại như sau. Toàn những ông Có mang một ra ngày để thì em có mong. nhận được một cái điện thoại của anh, một anh đồng hương. Thì nó báo tin cho biết sau hai cái lá cờ của mình có một người phụ nữ Mỹ họ đem họ hạ xuống. Thì em có liên lạc với lại chợ Việt Mỹ tức thời và Xin em được chào biết rằng là đó là Pane, cái bà chào tất cả manager các của bạn, cái khuôn viên Việt Mỹ. Bà đã lấy xuống là bởi vì có một cái người phụ nữ người Mỹ nào đó họ complain đau khổ là cái vậy. cờ Việt Nam nó không thể nào mà nó bằng cái cờ của Mỹ được, mà vả lại cái cột cờ đó, cái cột cờ bởi vì đất nó không có bằng phẳng cho nên cột cờ Việt Nam nó hơi cao hơn một inch. Cho nên nó là bà ta complain thì bởi vì cái người manager đó họ nghe nhiều lần quá rồi cho nên họ lấy cái cờ xuống và họ không có gọi điện thoại cho em, thật sự họ không gọi điện thoại. Em không nhận được cú điện thoại nào của bà ta hết. Thì em khi mà em lên em liên lạc với bà ta đó thì bà xin lỗi. Bởi vì em nói rằng là cái đó là một cái heritage, một cái sự một cái món quà rất là quý báu, rất là thiêng liêng của cộng đồng người Việt của chúng tôi. Tại sao bà lấy xuống mà bà không có liên lạc với ai hết? Thì bà cũng hết sức thành khẩn xin lỗi và bà cũng nói rằng cái sự việc là như vậy đó, bà không có muốn lấy xuống đâu, nhưng mà bây giờ nếu mà mình muốn thì mình cũng có thể treo Xin lên được. chào, xin Thì chào. treo lên chỉ có cờ Việt Nam thôi. Thì em nói rằng là nếu mà mình treo cờ Công Việt Nam lo không, mình làm đang ở ăn trên đất mà Mỹ, mình suốt treo cờ Việt ngày Nam làm những không chuyện thể nào bao là như la. vậy được. Chúng ta là Chính công dân xác. Mỹ, chúng ta phải treo cờ Mỹ và kế bên đó Nhưng là mà cái nó cờ Việt Nam, già cờ Việt già Nam hết Cộng Hòa của rồi, chúng làm ta. ăn mẹ gì nữa Và gì như vậy nữa. là em đã lên trên văn phòng em lấy cái cờ về và ngày hôm Rất sau thì vui chúng em được treo biết lên. bạn. Theo cái sự Vui yêu cầu của lên. bà đó thì em cũng có cho bà biết qua email Hello, là chúng chào em đã Phương treo Lê. cờ và treo cờ thấp hơn như là bà Chào đã tất cả các bạn request nha. mình, bà đã đòi Đẹp hỏi trai đẹp gái cái hiện diện trên cộng đồng này. người Việt mình làm như vậy. Tất cả những cái việc mình làm mà Bọn mình làm này đó là nấu tuân thủ theo cái luật pháp của nước Mỹ, bởi vì cái đất nó hơi hơi ngáo hơi thuốc. hơi lệch cho nên đó là mình hạ cái cờ của Việt Nam của mình Tôi xuống để khổ cho quá mình rồi ạ. đồng ý mình theo cái tiêu chuẩn Đẹp của chạy như chó ấy. bản địa Cầm hoặc cha nó hết mồm người Mỹ. đi. Làm ăn cho Thì nó đàng bà cũng đòi hoàng. Cái hỏi bôi rằng là chúng nhọ ta vào cần phải mặt có những đèn. cái người Thì Việt hiện Nam tại bây sống giờ ở đó hải thì ngoại. cái cột đèn, hai cột đèn của Chào chúng các ta bạn. đã Chào có đèn Minh Tuấn. và em đã lại Chào. đã coi thì ban đêm nó rất là đẹp, rất là sáng. Những cái ngày mà trong tuần vừa rồi đó Là thì nó nhìn có làm những sao cái mà email cờ quay nó lại, tụt xuống mặc dưới dù gần rằng dưới là đất em nói này rằng là hả? mọi người đều rất là mệt mỏi muốn À, có treo một cao cái hơn cuộc vui, nó cái ngọn cờ của mình để treo nó lên. gì nhỉ, nó khiếu nại, nó Có bắt những lớp gỡ xuống là ban chấp hành đã làm phải, việc rất phải tụt xuống dưới. liên tục Chào với lại chị cuộc sống tất cả Lisa các Vũ, chào anh em ở Minh đây, là trong Tuấn, đó có tất cả các anh bạn. Khôi, Ba anh Trân, que anh Hưởng, rẻ rách anh Hờ vất vả cũng như là thùng tất rác cả ai một cho số treo. quý anh chị khác tìm đi tìm lại rồi đó, Cái trong cờ đấy cái nó địa cứ phương suốt sở ngày tại của nó mình nó tự không có nhà để sướng. mà có một cái sân cờ rộng rãi để cho chúng ta có thể tụ hợp lại với nhau và chào cờ. Em nghĩ Vậy có hả thể chị? đây là cái nơi mà chúng ta sẽ dùng cho một khoảng thời gian dài nữa cho đến khi mà chúng ta tìm ra được một cái địa điểm mới nó khang trang hơn. Kính thưa quý anh chị, đó là tóm tắt của tất cả cái sự việc của hai lá cờ. Một tuần lễ mà nó quay quần em, nghĩa là em không còn một cái tinh thần để làm việc nữa. Anh chỉ không biết rằng là Mỹ chị cái nỗi đau buồn của ở mình khi mà Mỹ mình thấy cái lá cờ ở mình Úc này nó không cho họ ném treo xuống mà họ đâu. không nói với mình. Bà chủ tịch Nó chỉ cho bày tỏ treo trong một cảm xúc ngày, và cái ước ngày mong gì quý vị đó các để tôn làm giáo, lễ các làm đoàn thể lạy gì và quý đấy, đồng để hương tích cúng cực hỗ trợ để yểm trợ.
bà trong vai trò trách nhiệm cái bảo gì vệ ngày ngày thường ngày cao gì 10 ngày. mà ngày Tôi dỗ vừa này phát của chúng bản nó tường đó trình cho đài FPTN tại thì Charlotte, nó trong North treo Carolina. một ngày thôi chứ không được phép treo lên những cái nơi mà giống như là không được treo lên ở những cái nơi mà cái gì nhỉ? Public là những cái nơi mà của nhà nước hay là cái gì đấy hay những cái nơi mà công cộng nhưng mà không được treo một mình ở những cái chỗ đó là treo là phải có phải xin phép để xem mấy bọn này toàn bọn già cũ đế mà suốt ngày bày ra làm những cái trò mèo và bôi nhọ vào mặt những cái người sống ở đây chán quá rồi. Nghe này, Freedom Flag, Freedom Fuck thì có rồi, Freedom Flag. Chào thì không chào, mỗi lần chào cơ Fuck. Không hiểu cái chỗ đấy là cái gì, tiếng gì. Nhìn đó, Kim, chào cơ. Chào tất cả quý vị quan khách đứng lên. Why? Con Khánh Hòa mày đi ủng hộ con Hiếu Học à? Làm sao? Lá đại kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Các bạn ơi ở trong này chỉ chửi ba que thôi nhá. Còn chuyện riêng tư của mỗi người xin mọi người tạm gác lại. Nó rước cờ xong rồi nó trao cờ phất. Chị Lisa buồn cười quá chị à. Chị cũng không hiểu lý do tại sao chị đây là chị theo chúng nó thôi này nhìn này đó, trao cờ phất thế làm sao chị cũng muốn hiểu cái câu đó là cái gì tiếng Anh không phải tiếng 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 không biết nó nói cái tiếng gì á. Chào tay. Chào. Chào cái này chào. Đó. Câm mõm lại. Cái gì? Khánh Hòa. Khánh Hòa nói ai đấy? Cái gì? Tuấn Nguyễn à? Có ba que vào đây à? Đang Khánh Hòa này đi ủng hộ. Không chửi nhau cùng phem nhau không chửi nhau trong này nhá các bạn nhá chỉ chửi ba que thôi nhá chỉ nói chuyện về cái vấn đề cờ quạt này như thế này thôi nhá các bạn nhá Hiếu Ngọc tốt thế gì? Các bạn tạm gác lại những cái gì mà xích mích với nhau tạm gác lại nha. Chúng ta vào đây nói chung một cái chủ đề cờ quạt của bọn ba que xỏ lá thôi. Còn ai mà thích nói thì đi lên làm Đúng rồi. Vì tương lai quốc dân cùng xông pha cái gì bọn chống gậy gâu gâu để xem chúng nó làm đâu lại lại phát tiếp ôi giời súng toàn chỉ xuống dưới cái kia súng không ngóc được lên nữa mà vẫn còn cố tình khổ thân mấy cái thằng bé con kia chào quốc quân kỳ rời vị trí hành lễ.
một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai ba bốn. Chào tất cả các bạn nhé. Xem cái bọn này nó diễn hài, già cú đế răng dung dụng con mẹ nó hết rồi mà nó cứ làm những cái trò mèo này. Bao giờ hết cái lá cờ này thì người hải ngoại không bị lừa đảo, không bị móc túi nữa, đúng không? Khi còn cái lá cờ này có nghĩa là những cái người chống cộng hay những cái người ở hải ngoại đó vẫn còn bị lừa đảo và bị móc hầu bao, thì cô chùi đít trụ là bọn chó. Các bạn xem có bọn ba que không, xe ra cho nó, cho bọn ba que nó vào đây để nói chuyện cho vui. Nhìn trông chán chưa kìa. Phát lại phát tiếp. Đây đã chấm dứt. Xin mời quý vị quan khách. Ôi trời ơi. Đấy, nó cứ ra cái bãi đỗ xe rồi những cái chỗ này không, bắt đầu nó diễn kịch, diễn hài kịch. Cái bọn dân Mỹ nó nhìn thấy cái này nó ghét cho như chó, tại vì vì cái bọn này mà chúng nó thua. Thua chạy trục mẹ nó cả quần đi, xong rồi sang bên Mỹ lại còn bày vẽ ra cái này chỉ để lừa đảo mấy cái người đóng quyên góp thôi. Kính mến của chúng tôi đó là đi hiện trường. Chúng mày vác mặt về nước đi, bố mày tiễn chúng mày lên không trung. Nó lại còn đòi trở lại nữa cơ. À, lại còn cái vụ này nữa. Này có thêm một thằng thằng tổng thống nữa. Sư đoàn từ quân lục chiến. Bị trường võ bi ra là cái gì? Tổ tướng phục vụ được một thời gian. Và sau đó Việt Nam Cộng hòa trở lại. Rồi ơi. Đây đây đây. Để các bạn xem có thằng này lại thêm một thằng thủ tướng nữa. Isn't it time to repair your sensitive teeth instead of just numbing the pain? Colgate Sensitive Pro Relief. Này không phải thằng này. Nghe một cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ vào sách. Không phải thằng này. Để Lisa tìm lại sắp có một cái thằng lại có thêm một thằng thủ tướng mới cơ. Đâu rồi? Cái gì nó là cái gì lưu vong á, chính phủ lưu vong cái gì trở lại. Sao lúc nãy xem mà buồn cười ơi là buồn cười. Cái gì tại sao mà đâu nhỉ? Trở lại quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ôi giời ơi, mình xem cái bọn này mà mình buồn cười quá. Gì? Đại hội Việt Nam Cộng hòa. Lại cái bọn này đây 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 đây. Mấy cái anh này nữa già khú đế ra mẹ thiên sư măng đi ra. Nó cứ vác mấy cái lá cờ này nó ra nó làm quê hết cả mặt cả mũi cái dân Việt Nam ở bên hải ngoại nhìn kìa, trông như một lũ chó chạy ở ngoài đường ấy. Nhớ chơi xe jeep thằng nào thằng đấy già 70-80 tuổi rồi. Úi giời ơi nhìn đấy. Đi xà xem có em của Trần Dần không? Như lũ điên ấy rồi ạ. Úi dồi ôi. Úi dồi, xem bên này chán rồi.
thầy giáo bán bánh giò. Stack up on the Holden Astra sedan LS Demo. Now to 17,990 drive away. Plus get a 5-year unlimited kilometer warranty. The highest NCAP. Trong những ngày giá rét cuối năm, khi chúng ta đang quây quần bên người thân, háo hức để mở những món quà Noel trong căn nhà ấm, thì ngoài kia, những người homeless vô gia cư đang co ro dưới gầm cầu, bên lề đường, bên góc building để tránh cái giá rét thấu xương. Họ đang nghĩ gì? Có phải đơn sơ là một bữa ăn đủ no, hay một chiếc giường ấm êm, hay một mái ấm gia đình? Xa hơn nữa là một tương lai chào sáng sủa hơn. Các bạn nhé. Chào. Tôi được nghe Giang đến Hoàng. The Source of Hope, tạm dịch là niềm tin và hy vọng, là một tổ chức thiện nguyện không vụ lợi được thành lập để trợ giúp tinh thần và vật chất cho những người vô gia cư lợi trong vùng Dallas Fort Worth. Đây, cái này phát quà cho các anh ăn miễn phí. Tại sao đất Mỹ là một cái nước mà chúng nó khen như thế, mà tại sao nhiều người vô gia cư vậy? Thực ra cũng có thể là những người muốn có một bữa ăn miễn phí một cách đơn giản như vậy, xếp hàng dài nhá, chờ đợi một cách rất là kiên nhẫn để đợi tới phần mình nhận những món quà từ hội thiện nguyện những tấm lòng vàng. Xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngày hôm nay của Phố Bosa TV. Theo như quý vị đã biết thì hiệp hội những tấm lòng vàng The Golden Heart Foundation thường xuyên tổ chức những buổi phát cơm cũng như phát quà ở tại sao vàng treo trong liên hợp và quốc, hôm nay là ngày 20 tháng 7 2015. Hiệp hội có chuẩn bị cờ vàng ba que chỉ đi ăn mày ở hè phố thôi chứ đâu có ai người ta để ý đâu. Cái cờ đấy là cờ community, là cái cờ cộng đồng thôi. Nó tự sướng với nhau, nó nói là cái cờ đó là cờ cái gì freedom cái gì ấy. Mà cha chúng nó, suốt ngày nó mang, nó chạy nhông nhông như là chó. Xong rồi nó lừa những người sống ở hải ngoại này quyên góp cho chúng nó. Đấy, xong cái tiệm nào mà ngày xưa thôi mà không treo cờ nó là nó đe dọa rồi nó này kia các thứ. Bây giờ đấy Mỹ ơi, Mỹ tại sao mà phải đi đi xếp hàng để xin đồ ăn như vậy, khổ vậy. Việt Nam mình nghèo thì người ta đi đi xin thì còn đỡ. Cộng lại chúng tôi còn tặng thêm một cái gói thức ăn gồm có một hộp bánh nè đó, rồi có cả cái bàn chải đánh răng, xong rồi có dầu cái này là giống như là lotion để bôi, rồi bôi cho đẹp da, dạ bôi cho đẹp da. Kem đánh răng, bánh này đó là gọi là bateso của một vị hảo tâm đã tặng. Rồi chúng tôi có một chai nước, rồi thêm một quả chuối. Thêm một quả chuối. Đó. Xong rồi. Đây là cảnh sát nó bắt bắt hồn lét nữa, nó bắt mấy bọn vào gia cư. San Diego is in the spotlight for its treatment of the homeless after a man was arrested for sleeping in a tent in the city streets. Đó, bị ngủ ở đường bị bắt à? Which are charges homeless man decided to challenge in court, saying that they're ignoring his side of the story and others like him who have nowhere to go. Không có chỗ nào để đi nên bị bắt. Có xem hình đi, nói nhiều quá. Cái này nói nhiều thóc chú mắt là mình mất thời gian. Illegal lodging and encroachment for sleeping in his tent 15 minutes beyond when the city's municipal code allows people to sleep in public. Now he was arrested back in April, but he has just been found guilty by a trial. Now đây bị bắt.
mang mang đồ ăn. Có thế phần Arab đe dọa đúng như mà không nghe là nó bắt để lấy sao tìm những cái Arab trên nước các thế phần. Đây 90 tuổi ông này bị bắt 3 lần vì tội mang đồ mang đồ ăn cho những người homeless. Đây. Những người ở Việt Nam mà cứ hay thắc mắc là lý do tại sao mà người người ta làm từ thiện mà bắt người ta, thì đây là đến Mỹ nhá các bạn nhé. Nó cũng ông này bị bắt 3 lần vì cái tội ông ấy mang đồ ăn cho những người em ơi mở bài quốc ca Việt Nam nghe cho nghe cho nó sướng. Có ba que ở trong này không? Bây giờ muốn bọn ba que nó vào đây nó xem các bạn nào gọi ba que vào đây. Xem cái cờ ba que đó chúng nó hết chống phá thì cái đấy nó là nó cái bọn mà nó muốn kiếm phiếu đấy, thì nó muốn cái cộng đồng đấy ủng hộ cho nó, cho nên nhiều khi nó cứ để như thế để cho chúng nó tham gia với nhau nhiều vào. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam á, bên này Mỹ nó chơi với nhau rồi, cho nên cái cờ đấy bây giờ nó không là cái gì với cái bọn Mỹ nữa rồi. Nó muốn đáp vào thùng rác rồi, nhưng mà không lẽ nó lại tuyệt tình đến mức độ nó cầm thẳng cẳng, nó bảo mày không được cắm nữa, nó vẫn còn sử dụng được. Tại vì cái bọn đấy là bọn ba que, bọn cái ông này ông bị bắt mấy lần rồi á, vì cái tội mang đồ ăn lên phát cho ông người hôm nay. Các bạn muốn cái xem về cái gì nói về cái gì là để lấy xả tiền cho. Bắt người vô gia cư ở New York. Chào tất cả các bạn nhé. Đây là cảnh sát nó bắt người hôm nét. Đó, người ta không có nhà, có cửa, người ta đi ra ngoài đường, người ta ở. Nhưng nếu mà cái này mà xảy ra ở Việt Nam thì chúng nó gào lên. Chúng nó gào ầm lên, chúng nó chửi, đúng không? Nhưng mà ở Mỹ ở đây, chẳng qua là tại vì chúng nó suốt ngày chúng nó rút ở trong nhà, chúng nó không biết thôi. Đó, bị bắt á. Thế rồi. Chào cả nhà nha. Mở bài quốc ca nghe cho nó sướng. Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay chủ nhật cũng lại rảnh rỗi nên ngồi đây nên xả vớ ngồi xem mấy cái bọn ba que xỏ lá nó làm trò hề, mình buồn cười quá, mình cho lên ngồi nói một tí cho đỡ buồn. Thấy chúng nó như là cái bọn hề á, xong rồi suốt ngày gào lên. Bởi vì các bạn thông cảm một phần á, chúng nó do chúng cái bọn mà lãnh đạo cộng đồng ấy, chúng nó muốn làm ăn kinh tế, chúng nó muốn móc. Bây giờ chúng nó tụ tập một đám người vào đấy thì chúng nó phải làm cái này làm cái kia ra, thì bắt đầu ví dụ như tổ chức một cái đại nhạc hội hay tổ chức một cái gì đó, xong rồi vinh danh cái nọ, vinh danh cái kia, xong nó mời mọi người đến, nó kêu mọi người tới đấy ủng hộ, rồi nó hát hò rồi chơi với nhau, thì người ta buồn, người ta rảnh rỗi, người ta cũng đi chơi ở đến đấy, bắt đầu nó lợi dụng vào người ta, xong nó cắm cờ, nó treo cờ, rồi nó làm những cái trò này trò kia đi. Thì thường thường những cái người ta đi, người ta cũng chẳng để ý đâu,
Nhưng mà cái mục đích của chúng nó muốn nhiều người ở đó, xong chúng nó quay phim, nó chụp ảnh, xong rồi nó đưa lên Facebook, nó nói là cái này nó nọ trai. Nhưng thực tế Lisa đã từng đi đi vào những cái chỗ đó, Lisa nhìn thấy chúng nó như là một lũ điên ấy. Nhưng không? Xong rồi nó nói Lisa là cái gì à, về sau này Lisa lên đây nói thì nó bảo mình là cộng sản với lại gián điệp này kia các thứ. Xin lỗi nếu mà là gián điệp á, mình mà là cái người mà làm cho cộng sản hay là cho Việt Nam á hả, mình đâu cần phải ra mặt ngồi như này để chửi nhau chúng nó. Chửi nhau chúng nó chẳng qua mình ghét chúng nó thì mình muốn bóc cái mẽ chúng nó ra thôi. Chứ còn là người ta làm việc các người ta âm thầm, người ta ngồi, người ta theo dõi, rồi người ta chỉ mặt điểm tên từng thằng một. Thằng nào cầm cái passport về Việt Nam á, cái hộ chiếu, xin hộ chiếu người ta biết hết rồi, đúng không? Đương nhiên là phải có những cái chuyện như vậy rồi. Nếu Lisa là cộng sản, Lisa làm vùng Việt Cộng nằm vùng thì chúng nó chết từ, không còn cái quần để mà mặc nữa cơ, đúng không? Thế mình mà làm gián điệp, mình mà làm cộng sản nằm vùng á, làm sao mình phải ngồi lên trên này đưa cái mặt ra đây để chửi nhau chúng nó làm gì? Mình cứ âm thầm, mình cứ đi vào, nó mở cái đại nhạc hội nào mình vào đấy mình ngồi mình chơi. Mình chơi như thật á. Xong rồi xem thằng nào mà đầu sỏ đó chụp hình đưa lên lãnh sự quán để đấy. Xong rồi á, có thằng nào nó đi về rồi chụp hết những cái thằng mà đi dự dự cờ vàng cờ viết rồi chống cộng chống kiếp đấy, rồi cầm biểu tình biểu tiếc ấy, là chụp hết cái lũ đấy đưa hết lên lãnh sự quán. Thằng nào muốn mò về Việt Nam một cái là nó chết mẹ chúng nó rồi, nó bước xuống sân bay một cái bị theo dõi từ ở chỗ sân bay xem chúng mày làm cái trò gì. Cho nên những cái người chống cộng đây nó ngu thì ngu vừa vừa thôi nhá. Xong rồi á, nó đi như thế, xong đến khi nó về Việt Nam nó bụng có cứt mà cho nên sợ, nhìn thấy cảnh sát là vãi vãi linh hồn đó. Xong rồi cứ thấy cái gì một cái là rúi rúi tiền cho người ta, xong mặt thì cứ cuống lên sợ sợ. Thì mấy cái thằng hải quan ấy, nó nhìn nó biết rồi, nó biết là mấy ông bà này là cái loại gì rồi ấy, là bắt đầu nó mặt nó cứ nhìn 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 thế là nó mấy ông bà lại sợ nó, thế là rúi tiền cho nó, đơn giản vậy thôi. Cho nên là chúng nó ngu lắm. Tao nói cho những cái thằng mà đi chống cộng ở hải ngoại này, trừ khi chúng mày đừng bao giờ bước chân về Việt Nam thôi, ok? Chúng mày muốn làm cái gì ở đây kệ con mẹ chúng mày, Việt Nam người ta cũng chẳng thèm để ý chúng mày đâu. Nhưng mà chúng mày làm cái gì ở bên này người ta cũng biết hết rồi, đúng không? Đó. Tao chỉ là một cái người dân ở đây thôi mà tao nhìn tao còn biết từng thằng một, chứ huống gì những cái người người ta có cái công việc người ta làm đấy. Ví dụ người ta làm vùng người ta vào đấy, có khi cái người ngồi cạnh chúng mày ấy lại là cộng sản làm vùng đấy, hiểu chưa? Ngu thì cũng ngu ít ít thôi nhá. Bây giờ cái thời buổi bây giờ là làm ăn kinh tế, đánh nhau cũng là đánh nhau về kinh tế này kia các thứ, hiểu không? Thì mình sống ở đây mình phải biết là cái đất nước của mình nó to như thế, một cái thị trường nó to như thế. Có một ngày nào đó mình hoặc con cái mình nữa cũng về Việt Nam để làm ăn chẳng hạn vậy, thì mình còn cái con đường để mình về chứ. Nhìn thấy cái ông Nguyễn Cao Kỳ chưa? Trước khi ông chết ông mở một con đường về cho vợ con ông về Việt Nam hoành hành. Thấy không? Người ta làm ăn như thế. Thế tại sao chúng nó giàu như thế, chúng nó phải đi với hết về Việt Nam làm gì? Không lẽ nó ghét chế độ tự do à? Cái lũ ngu cứ động nói một cái là sao mày không về Việt Nam mà ở? Thế sao chúng mày không hỏi mấy cái đứa mà nó về Việt Nam làm ăn bây giờ ấy, tại sao chúng mày không hỏi nó? Chúng mày giàu có như thế được đi sang nước tự do rồi, chúng mày tự do, chúng mày bảo có nhân quyền ở đây này kia các thứ chai nọ, tại sao về Việt Nam làm gì? Hả? Xong hỏi mấy cái đứa đấy xong cầm cờ đi mà biểu tình nó rồi đã trục xuất chúng nó về Việt Nam đi. Mẹ cái bọn này nó hình như nó, óc nó teo con mẹ nó hết rồi. Đúng rồi chị, nó hay hỏi câu đó. Yeah, rồi nó bảo mình nằm vùng rồi nấy cái gì cái gì cái gì.
Việt Nam mà cho mình tiền để mình nằm vùng mấy này, mình làm dư luận viên thì chúng nó chết từ trong trong trứng, hiểu chưa? Việt Nam người ta có người ở trong những cái cộng đồng đó không? Đương nhiên là có rồi, thế xà bảo đảm là vậy. Nhưng mà không biết là ai thôi, có thể là một cái ông già khú đế, có thể một người rất là trẻ. Người ta vào ấy, người ta cứ chơi, tôi tham gia đủ các kiểu, xong rồi chụp hình nữa, chật 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 chật. Từng thằng một, mỗi một cái cuộc gì ấy, cái biểu diễn, làm cái trò hề gì, người ta cũng có phim, có ảnh hết ấy. Đó. Nó đòi tự do cho nông dân như bọn em. Tự do, nông dân bây giờ sướng bỏ xứ đi làm không phải đóng thuế, còn ở bên này làm cái gì cũng phải đóng thuế. Tại sao nó cần công nhân ở bên này? Tại vì công nhân mà đi, cái dân bản xứ ở bên này ấy, nó mà đi làm farm ấy, làm nông trại ấy, nó không làm đâu, những cái công việc thế rất là vất vả, cho nên nó phải bảo lãnh cho những cái người ví dụ như là đi lao động ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ nó không cần làm đấy nữa, tại vì có rất nhiều người sang bên này muốn làm tiền mặt. Nó học sinh hay là những cái người ăn trợ cấp thôi. Thì nó kêu những cái người đấy vào hái hoa quả rồi này kia các thứ, những cái người đấy rồi ở lậu, nó bắt rất là nhiều. Thì nó không phải, nó trả cái tiền lương rất là rẻ cho người ta. Còn nếu như mà nó mà mướn những cái người sống ở đây ấy, nó trả tiền rất là đắt. Chứ mà hơn nữa người ta lại không làm nữa cơ. Hiểu không? Cho nên là những cái người chủ ấy nó rất là cần những cái người làm tiền mặt như vậy. Chào người đẹp, chào tất cả các bạn. Cộng sản biết hết. Chính xác là như vậy. Rồi suốt ngày gào lên cờ mấy quạt. Đấy, thằng nào đi về Việt Nam mà không phải ôm cái cờ cộng sản trong cái passport ấy, chúng nó có phải dán cái chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, cái gì ở trong cái passport không? À, thằng nào đi về Việt Nam mà không phải qua lãnh sự quán? Qua lãnh sự quán này nó biết tổng 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 nhà thằng này ở đâu, thằng này làm cái gì, đúng không? Thằng này làm cái gì, ở đâu, đi sang đây từ năm nào? Trong cái passport, trong cái quyển đấy nó có hết rồi. Nó đánh phạc vài câu là nó ra hết cả cái ba dòng họ nhà chúng nó. Làm sao người ta phải cho nên thằng nào mà người ta biết rồi, người ta biết từ ở bên này này, từ trong trứng trong nước chúng nó rồi, chúng nó chỉ cần ra là tôi xin cái giấy để về Việt Nam thôi. Một cái là nó đưa vào, một cái nó biết ba đời dòng họ trên lãnh sự quán kia. Đó, đi về xuống sân bay một cái là đã bị theo dõi rồi. Đó, ở bên này nói ồ hôm nay có một thằng phản động, nó sang đây từ năm này, nó ngày hôm nay nó sẽ về Việt Nam. Thế là về đến sân bay một cái có người đón rồi. Đón mà nó không biết cơ, để cho mày đi thoải mái, đi gặp ai là người ta theo dõi hết rồi. Cho nên nó ngu á, những cái thằng ở bên này chống cộng ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Ví dụ chúng mày có vì tiền hay chúng mày cũng phải biết suy nghĩ, hiểu chưa? Vì cái thằng nào nó thuê được cho mấy chục, mấy trăm, mấy chục ngàn đi, chúng mày về làm những cái chuyện ấy có bỏ không? Ngu. Tưởng rằng là mình sống ở bên này, mình cầm quốc tịch ở bên này, mình muốn làm cái trò gì người ta không biết á. Đợi đấy mà không biết. Đúng không? Ai cũng biết hết đấy. Biết từ trong trứng cơ. Việt Cộng nằm vùng khỏi phải lo đám ba que chỉ chống cộng để kiếm tiền thôi. Đúng, nó làm ở bên này đấy, chỉ những cái thằng lãnh đạo cộng đồng hay là cái gì chúng nó có tiền. Tại vì chúng nó kêu gọi, chúng nó làm cái trò này, làm cái trò kia rồi chúng nó kiếm được tiền của những cái người ăn trợ cấp, những cái người già, những cái người rảnh rỗi người ta đi. Ví dụ nó mở ra một cái tiệc, buổi tiệc, ngày hôm nay là cái ngày gì hay là nó chỉ là tiệc chơi vớ vẩn thôi. Nhưng mà bao nhiêu lần Lisa đều thấy nó thuê cái tiệm toàn người tàu làm thôi.
chúng nó nói là bài tàu, nhưng mà bài bài cái mà mẹ chúng nó ở bên này á, chúng nó làm ăn, chúng nó không có người tàu, chúng nó ăn cứt. Qua quân đội Việt Nam tham gia vào bảo vệ hòa bình Liên Hợp Quốc được thế giới cả ca ngợi là bậc nhất. Đương nhiên rồi, chị nói thế nổ hết chị ơi. Chị nói như thế là để chị cứu những cái người vô tội, đúng không? Những cái người mà người ta sống ở bên này á, người ta chỉ vì có thể là nó thuê người ta về Việt Nam, nó cho người ta về Việt Nam chơi rồi này kia các thứ, đúng không? Nhưng mà cái đấy ai mà không nghĩ được ra, cái đấy đơn giản lắm mà. Nhưng mà nhiều người người ta vì những cái đó, hoặc là người ta về làm những cái chuyện gì á, chúng nó tưởng là ở Việt Nam không biết, biết thừa chúng nó làm cái trò gì chứ. Bây giờ cộng đồng ở bên này mỗi một cái vùng ấy, nó chỉ có vài chục người thôi. Vài chục người thế, ví dụ như vào những cái hội cao niên ấy, mình cứ đi vào đấy mình chơi thôi, lần nào mình cũng đi mua vé đi vào đấy nhảy chẳng hạn, những đi chơi đi sinh hoạt mấy cái ông bà già hay là hội thanh niên hội phụ nữ, nó mở cái gì ra mình vào đấy mình chơi, mình chơi rồi á mình xem từng thằng mặt từng thằng một đấy chứ. Ở bên cộng sản không biết thì khi về Việt Nam thì chính bà con họ hàng nhà nó sẽ ngầm báo cho. Đúng rồi, biết và theo dõi chúng nó rất nhiều trường hợp. Có sao không biết các bạn, đâu có đơn giản vậy đâu. Cả một đất nước của người ta, lý do tại sao thằng nào thò đầu về Việt Nam cũng bị bắt hết, đúng không? Cứ thò về Việt Nam là chết, thò về Việt Nam là chết. Tại vì ở bên này người ta phải có người chứ, đúng không? Bây giờ chỉ cần thằng nào vác cờ ra ngoài kia đi ra chụp, nó đưa lên YouTube đầy ra đây, đúng không? Rồi nhưng chỉ cần một người ở trong cái cộng đồng đấy thôi, làm một cái chức vụ gì hô thật to ra, có khi cái người hô to nhất ấy này là chân tay của cộng sản. Cái đấy khó nói lắm, cộng sản hay lắm, đúng không? Chứ đâu cần phải trả tiền cho ai để mà chửi bới nữa gì. Cộng sản người ta chơi hay lắm. What? What happened? Come here. Come here. Come here. Người ta đâu có cần làm ba cái trò mèo ấy như chúng nó làm gì. Chúng nó mới cần phải thuê người này thuê người kia chứ. Cộng sản đâu là cần làm những cái trò đấy. Đúng không? Ví dụ ở ngoài đường kia để đầy cái bọn nó đi ra nó biểu tình rồi nó vác cờ, người ta chụp ảnh người ta này kia các thứ đầy, đi xả muốn rồi đi xả biết từng thằng một, người ta có người làm hết rồi, cộng sản, đúng không? Đâu cần lãnh sự quán lù lù kia, mỗi một lần thằng nào mò về Việt Nam là phải qua lãnh sự quán, qua lãnh sự quán là người ta đã điều tra từ công ty họ hàng gốc rễ nhà chúng nó rồi, đúng không? Cho nên khi chúng nó bước xuống sân bay một cái là thường cái trò đời ấy, có tật hay giật mình, đúng không? Mà cũng như là bên này, bên Úc này thôi, ví dụ như mình xuống ra khỏi cái khoang máy bay một cái ấy, ở dưới người ta đã quan sát cái cử chỉ hành động của mình rồi. Trên máy bay cũng vậy, chỉ cần hai người quen biết nhau đi cùng một chuyến bay nhưng mà giả vờ không biết nhau, thế mà đi xuống dưới mà nó điều tra được ra là hai cái đứa này có quan hệ với nhau, nhưng mà xuống sân bay cái giả vờ không biết nhau, cuối cùng nó lục ra là buôn bạch phiến. Đó, nó theo dõi từng cái cử chỉ, từng cái hành động, từng cái ánh mắt. Cho nên Lisa đã từng nói với các bạn là cái lần mà Lisa đi về Việt Nam có 10 ngày đi sang đây một cái, nó vẫn cho mình vào đàng hoàng. Cho mình vào đàng hoàng xong rồi nát nữa. Có một con đi ra rồi nhá, đi ra xong rồi làm giấy tờ xong xuôi rồi đi về rồi, xách vali đi về rồi, mình với thằng con mình đi về. Đi ra lên giữa cái sân bay có một con bé ăn mặc đồng phục của sân bay, nó ra nó giở vờ nó đi cùng đường thôi. Giở vờ nó đi cùng đường xong nó hỏi: "Sao mày về sớm thế?" Thế các bạn hiểu không?
cái đấy là để nó hỏi đột xuất, nó hỏi một cái để xem mình trả lời nó như thế nào, rồi mình có cái cử chỉ gì là sai trái hay là cái gì không, là cái đó là nó thuộc về tâm lý. Cho nên là cái mình đi như thế thì mình, thằng con mình nó bảo nóng quá không có ở được Việt Nam cho nên là về, xong rồi nó quay ra nó cười nó ô về đi học ạ. Thế nào nó đi thì nên sao hỏi các bạn là tại sao nó biết đi sao về sớm đó. Đấy là nó cố tình nó ra nó hỏi xem là mình có cái gì không đúng không. Mình chỉ cần á, cái khuôn mặt mình, cái kiểu cách của mình nó hơi lúng túng hay là như thế nào một cái là nó mời mình vào uống nước ngay. Chờ chút. Tại sao mà mình muốn nói ra đây, mình muốn nói để mà mình giúp cho những cái người người ta chưa có hiểu, người ta nghĩ rằng ở bên này mình muốn làm cái trò gì cũng được, không phải đơn giản như vậy đâu các bạn. Không? Đừng có nghĩ là mình làm cái gì ở bên này mà Việt Nam không biết, kể cả gửi tiền, gửi nong về nữa. Tại sao mỗi lần Lisa gửi, ai mà đi ra chỗ gửi tiền á, là gửi tiền là phải mất tiền, mỗi 100 là mất bao nhiêu? 100 mất 4 đồng à? Biết dạo này bao nhiêu lần trước? Yeah. Hình như 100 đồng là mất 4 đồng tiền lệ phí cho cái người người ta làm đấy. Người ta cũng mở ra người ta làm ăn đấy. Là cái đấy á, khi mà mình gửi tiền về phải có license, phải có cái bằng lái xe của mình, ghi vào trong đó mình gửi bao nhiêu tiền. Cái đấy nó về kinh tế mà, tiền ra tiền vào nó phải nắm vững chứ. Rồi đôi khi nó sợ mình rửa tiền rồi mình gửi về, mình có nhiều tiền mặt rồi mình gửi về Việt Nam này kia, nó phải mò mình chứ. Bây giờ chỉ cần Lisa cứ cầm ra, ngày nào cũng gửi 1.000 về Việt Nam, hay là mỗi tuần gửi 1.000 về Việt Nam, xem là nó có mò đến, nó sợ đến Lisa ngay lập tức á. Đừng có đùa. Chị này nói nên sự thật để vạch mặt bọn ba que chị nhé. Chị hãy nói. Yeah, bọn ba que thì thật sự là ai cũng biết rồi. Chúng nó ở bên này, chúng nó rảnh rỗi thôi các bạn. Chúng nó làm ba cái trò tầm pháo ấy, để nó lừa những cái người ở sống ở hải ngoại này thôi. Chứ nó lừa gì người Việt Nam, nó làm cái gì được cho Việt Nam đâu. Nó lừa những cái người ở đây này. Yeah. Còn cái lá cờ đó là người ở hải ngoại này còn bị lừa đảo, đúng không? Bọn nó cứ bảo cuộc sống bên đó sướng lắm như thiên đường vậy, không cần làm cũng có ăn. Đúng. Những cái thằng mà đi từ mấy chục năm về trước bây giờ già hết rồi đấy. Già rồi. À, quá tuổi đi làm rồi thì không phải làm cái gì cả, vẫn được ăn đó. Ăn thì già rồi không có tiền mà, thì chỉ trông vào tiền thất nghiệp hay là tiền ví dụ như ngày xưa có đi làm ấy, có tiền hưu, như những cái người ở Việt Nam ăn tiền hưu ấy, thì có nhà có cửa trả hết rồi thì còn sướng, mà không có nhà mà phải đi ở mướn ấy, đi ở thuê thì no tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền phone, tiền này, tiền kia, làm sao mà đủ. Họ sống cực lắm các bạn ơi, phải tiết kiệm từng đồng một ấy. Buổi tối không dám bật đèn nữa, trời chưa tối lắm, không có dám bật đèn nữa. Đi toilet đó, đi toilet đó khi không dám bấm nước nữa. Không dám bật điện, không dám bật lò sưởi, không dám bật sưởi, không dám bật máy lạnh nữa cơ. Đây tiết kiệm từng đồng từng hào một ấy, mọi người tưởng sung sướng gì đâu, ai cũng tưởng là sang bên này sướng. Đương nhiên có, nếu mà người ta chịu khó, người ta làm ăn rành rộm hay là người ta sang đây lâu rồi đấy, thì sướng thật.
chứ không phải là không sướng. Nên Sà không có chê trách gì những cái nước như này, nhưng mà không phải nó hoàn toàn như chúng nó nói. Mình ở đâu sống cũng phải cần làm ăn thôi, chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Có đồng chí nào muốn lên đó? Cuộc sống không ai không cho không ai bao giờ. Đúng rồi, cái gì nó cũng có cái giá cả. Cái giá của nó hết. Bây giờ các bạn thử nghĩ xem 100 đồng ở đây, ở Việt Nam là 1 triệu, 1,8 triệu đúng không? 1,8 triệu thì ở Việt Nam mua được những gì? Lisa không biết được cái giá ở Việt Nam là mua những gì, nhưng mà ở đây làm sao? 5-6 đồng một cân cam. Yeah. Hoa quả là rẻ nhất là 3-4 đồng. Đó, hoa quả. Đó, một ký nho 8 đồng. Một cân thịt mua ở siêu thị là 16-17 đồng một cân thịt ba chỉ. Đó, thịt bò, thịt này kia rất là đắt. Mà mình mua được cái gì 100 đồng, bạn đi ra bạn mua cái choẹt cái đi về hết rồi. Chỉ cần mua nhiều lên một tí là hết rồi. Mua rất là nhiều thứ đúng không? Thế nhưng mà 100 ở bên này, 1,7 triệu đổi ra tiền bên này á, đi ra ngoài kia. Mỗi người ăn một cái bánh, uống một cái cà phê là hết khoảng xem nào, 10 đồng, mười mấy đồng. Cà phê 3 đồng rưỡi rồi. Đó. Rồi ăn một miếng bánh 9-10 đồng rồi, mười mấy, 15 đồng ấy. Đấy. Rồi ở bên này bạn bè rủ nhau đi ăn hay đi uống cà phê là cứ Campuchia thôi. Đó. Không có ai mời ai hết đâu. Nhá. Không có ai mời ai hết đâu. À, cứ Campuchia ra rồi. Mình là mình chơi với bạn là như thế, bạn bè là như thế thôi. Còn nhiều người ở Việt Nam vẫn có mang cái tính cách là tôi mời này kia các thứ, vẫn còn chứ không phải là không. Nhưng mà cứ Campuchia là tốt nhất. Bọn này nó không hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử ra đời và thua nhục nhã của lũ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa là bọn tay sai của bọn thực dân Pháp, dân đế quốc đội quân ăn bám bố Mỹ. Bọn này nghĩ xem chế độ Việt Nam Cộng Hòa là đúng rồi. Như sợ bây giờ ở California an ninh Việt Nam có khi còn được hợp tác với FBI để tóm tụi ba que rác rưởi. Đúng rồi, những cái dạng như là thằng Đào Minh Quân mấy con Ni Sà Phạm ấy, nó chỉ kiếm ba cái đồng bạc cắc ở trên YouTube thôi, rồi nó gửi về nó cho 1 triệu, ví dụ như là 1,7 triệu ở Việt Nam, các bạn nghĩ xem bao nhiêu tiền làm được những gì. Có thể có những người, người ta nghèo, người ta cần những cái số tiền đấy rồi người ta làm những cái chuyện như thế. Thì đối với những cái người sống ở hải ngoại 100-200 nó rất là rẻ. Nó bình thường lắm. Tại vì cái cuộc sống ở bên này giá cả nó rất là cao các bạn. Cho nên 100-200 nó rất là bình thường. Thế mà nó, nếu như giàu một tí nữa 1,000-2,000 cũng chẳng là cái gì. Nó gửi về, nhưng mà đối với Việt Nam đổi ra rất là nhiều tiền. Cho nên nhiều người người ta làm những cái trò như vậy thôi. Cho nên an ninh Việt Nam người ta nắm bắt được cái nguồn gốc ba đời bảy kiếp của cái lũ ở bên đấy, nó không làm được cái trò gì, cho nên người ta không cần phải sang tận bên Cali để người ta bắt cái bọn đấy. Bọn đấy nó chưa là cái gì cả, cho nên người ta bắt nó về để làm gì, tốn cơm tốn gạo ra đúng không các bạn. Nhưng mà nó thử làm thêm một vụ nữa xem nó có chết ngay tức khắc không, đúng không? Người ta đã cảnh cáo cho nó biết rồi, nhưng mà nó mà còn nhúng tay vào một vụ nữa xem. Nó thử gửi tiền về cho thằng nào, nó kêu thằng nào đi đặt bom nữa xem, nó có bị tóm không. Tóm ngay. Đừng có đùa. Đúng không? Khi mà người ta cảm thấy những cái loại này là nó rất là nguy hiểm rồi, người ta phải làm chứ.
Nhưng mà cái thằng ấy, gần bây giờ có cái gì có hộ chiếu để xuống âm phủ đi 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 vào lò nồi nướng rồi thì người ta bắt nó về để làm gì? Đó. Bắt về nó vừa động vào gãy mẻ xương rồi nó lại lăn đùng rồi nó ăn vạ cộng sản dã man đúng không? Rồi cái con BD kia thì mang nó về làm cái gì? Về để mất mất công nuôi nó. Đó. Cho nên người ta phải nhìn xem là cái đối tượng ấy nó là cái loại gì. Có ảnh hưởng không? Con này kia các thứ không? Còn khi người ta điều tra người ta lại xem là nó có dây mơ dễ mái đến có cái bọn nào đằng sau nó nữa không? Người ta phải xem chứ. Mình chỉ là một người đàn bà thôi nhưng mà mình nhìn ấy, mình cũng phải 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 suy nghĩ ra chứ đúng không? Bắt nó về để làm gì? Chào cả nhà. Cái nãy đi xả ác mấy người mà không được. Chào chị. Việt Nam làm nô lệ cũng cũng xuất phát từ đạo Công giáo mà ra. Ngày xưa nên sẽ nhớ người ta ghét đạo Công giáo. Chào nên sẽ Vũ và tất cả anh chị em đang có mặt trên diễn đàn nha. Chào tất cả mọi người. Đó. Cho nên là nhiều khi rồi suốt ngày hô hào cái gì đa đảng. Đa đảng ở bên này á, những cái nó hôm qua có cái con bé nào nó hỏi là cái gì tại sao dân dân Úc không bầu cho Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nó là một cái đảng toàn thế giới, nó có bao nhiêu nước nó về cái phe khối của Đảng Cộng sản đúng không? Khi mà cái người đầu tiên vào để lấy cái đất nước này á thì nó không phải là phe cộng sản, cho nên nó phải set up, nó phải làm nó cái phe của nó đúng không, cái luật cái gì nó cũng phải ra của nó. Nếu như cộng sản vào đây đấy mà chiếm được cái mảnh đất này á thì cộng sản cũng đề ra cái luật của người ta đúng không? Cho nên nó hỏi ngu lắm, mà hỏi mình cũng không muốn trả lời nó luôn. Bây giờ ví dụ như là có một cái đảng nào nó vẫn cho là cái đảng này nên để tranh cử, thế nhưng mà cái đảng này có đủ đủ tiền đủ nhân lực để mà đi vận động không đúng không? Bây giờ cái đảng của cái bọn mà nó chiếm được cái nước này nó rất là mạnh rồi, thì khi nó muốn muốn kêu người bầu cử cho nó ấy, nó phải có tiền, nó rất là nhiều tiền để nó đi vận động. Nó vận động nó được người ta ủng hộ cho nó nhiều thì là nó sẽ thắng. Đó là cái cách bầu cử, nhưng mà thực sự bầu cử chỉ là bầu thôi, nhưng mà chúng nó đã chọn ở trong cái hội nghị, trong cái quốc hội rồi. Như chẳng hạn như ở bên 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 Úc này này, có một lần đó, một trong một vòng một năm mà thay đổi thủ tướng mấy lần liền. Bầu một ông thủ tướng thôi, cuối cùng ông này làm không được á, quốc hội nó truất ông ấy, cho bà kia lên, bà kia lên xong lại làm không được, nó lại truất bà, nó lại cho người khác lên, nó đâu có kêu dân đi bầu đâu, chúng nó tự truất nhau ở trong quốc hội rồi, hiểu chưa? Thế cho nên nó mới cần quốc hội. Ở Việt Nam cũng có quốc hội, cũng có người này người kia chứ đâu có phải một ông thủ tướng quyết định hết tất cả đâu. Mình đôi khi mình cũng chả hiểu tại sao mình cứ thích nói về về mấy cái chuyện này. Mình chả hiểu mình nữa luôn. Việt Cộng nằm vùng ở bên Mỹ và Úc theo dõi tụi mày không nhận ra đâu. Được đâu, còn chị Lisa là kiều bào yêu quê hương đất nước, dân tộc. Chị thấy bọn mày tai ương nên chị phản biện tụi mày để tụi bay sáng đầu ra thôi, để biết đúng sai. Đúng rồi. Bên này hơn nữa mình ghét là mình không ghét những cái Lisa đã từng nói rồi, Lisa không ghét những cái người già già cầm cờ đi, những người đó rất là đáng tội. Lisa ghét là ghét cái bọn lãnh đạo á, bọn lãnh đạo cộng đồng ấy, cái bọn đó mới là cái bọn khốn nạn. Lisa mình đã nói nhiều lần rồi. Bọn nó là bọn băng đảng cộng đồng, lừa bịp rồi á, nhồi nhét vào đầu người ta những cái không có đúng không?
thực chất là người ta sang đây á, người ta định cư rồi, người ta chỉ muốn an phận thôi, đúng không? Không ai muốn muốn làm cái gì cả. Nhưng mà chúng nó túm tụm nhau vào, chúng nó chơi thì người ta cũng phải theo số đông thôi. Thế xong rồi nó ra cái kiểu là nó làm như chúng nó mạnh lắm á, nó ở bên này cái cộng đồng của chúng nó mạnh lắm á, ai mà chống lại là nó cho là cộng sản làm vùng, tại vì người ta bị cái đe dọa từ ở Việt Nam rồi, cái thời Việt Nam Cộng Hòa đấy, cứ động một cái nó cho người ta là cộng sản, một cái nó bắn bùm phát chết luôn. Cho nên người ta bị ám ảnh từ đó rồi, cho nên sang đây người ta cũng không dám nói lại chúng nó, đúng không? Còn Lisa có đâu có sống ở trong chiến tranh, Lisa bé tí tẹo ở đâu có biết mẹ gì đâu, mà cũng chẳng biết cái cờ chúng nó là cái cờ gì nữa. Đến khi mình sang đây mình nghe toàn những cái trái khoáy ấy, rồi luật pháp ở bên này ấy, chúng nó không nói cho người ta biết, xong nó lừa đảo người ta, xong đến khi mình nói nó bảo là mày cộng sản là đuổi mày về rồi trục xuất mày về như cả Lợi Minh nữa. Đấy, đấy là một cái sự ngu dốt của cái bọn cái giống như là cái bọn người ta thật sự không phải là người ta ngu dốt, mà là người ta sang đây người ta không biết tiếng, người ta không hiểu, xong người ta bị cái bọn lãnh đạo ấy nó bắt nạt người ta rồi nó nhồi nhét vào cái luật. Cái bọn lãnh đạo nó biết một tí tiếng Anh thì nó biết được cái luật pháp ở bên này như thế nào, nó nhồi nhét vào những cái người dốt ấy, thì cái người dốt ấy lại tưởng như thế là thật, cho nên là cứ thích làm manh hùng thôi. Thích làm anh hùng thế xong thấy ai làm cái gì một cái trái ngược lại bắt đầu sòng sọc ra như mấy con điên ấy. Các bạn thấy mấy cái bà già xong rồi ra đá nó cũng sao, rồi mày về nước đi rồi không nên nhịp rồi này kia các thứ đấy, các bạn xem nhé. Đấy nó là một cái, mấy cái người đấy người ta thật sự là người ta không hiểu, người ta không chịu đi nắm bắt cái luật pháp ở đây, chứ làm gì có cái luật nào như thế đâu, đúng không? Chẳng qua đôi khi người ta cảm thấy là cái mấy cái thằng cảnh sát nó tới nó nhìn nó tội nghiệp quá, nó tội nghiệp quá, bây giờ nói làm sao, tiếng thì mình cảnh sát nó nói thì không biết nghe, nói như là gà mới vịt nói với nhau. Lisa ở bên đó hiểu pháp luật thì phải bảo vệ người Việt bị bọn ở Úc hiếp. Chúng nó chỉ nói miệng thôi chứ động đến pháp luật thì thằng nào thằng đó cục đuôi như chó. Chính xác là như vậy. Chúng nó chỉ được cái võ mồm thôi. Cho nên là từ cái ngày mà Lisa nói, bây giờ đâu có thằng nào dám lộn xộn nữa đâu, chạy hết thôi, đúng không? Tại vì cái lúc mà Lisa bắt đầu lên đây nói một cái nó đe dọa mình thì cái bọn đấy nó không biết thật, nó tưởng là cái luật là như vậy, tại vì nó bị nhồi vào cái đầu của chúng nó là như vậy rồi. Thì đây này, khi người nào nói một cái nó hùng hồ lên, nó nghĩ là cái luật pháp là như thế. Nó còn lên trên Facebook, nó còn bảo với nhau là chứ tôi đã gọi cho thằng Phong, cái thằng chủ tịch cộng đồng ngày xưa, tôi đã nói chuyện với ông rồi, ông nói này kia các thứ. Chứng tỏ nó không biết, nó sẽ gọi cho cộng đồng để kiện mình là mình quấy rối cộng đồng. Nó ngu đến mức độ như vậy thì các bạn bảo làm sao? Thế nên khi mình nói ra, nói để cho những người người ta không hiểu, người ta hiểu ra. Sự thật cái này là đất Úc không phải đất của cái cộng đồng ấy, chúng nó. Cho nên các bạn, những cái người sống ở hải ngoại đừng có phụ thuộc vào chúng nó. Đúng không? Tại sao Lisa không sợ nó? Tại vì mình là cái người, mình sống ở đây, mình không giỏi tiếng Anh nhưng mà mình ra ngoài đường mình cũng biết nói, mình biết nghe. Đúng không? Mình không phải nhờ đến chúng nó. Cho nên mình không sợ chúng nó, hơn nữa mình không ăn trộm, ăn cắp, mình không làm những cái gì sai trái ở cái đất này. Chỉ những cái người á, người ta làm những cái gì sai, người ta mới sợ chúng nó thôi, đúng không? Nhưng người ta muốn yên phận ấy, người ta kệ mẹ chúng nó, muốn làm gì làm. Nhưng mà mình khác, mình không nhớ chúng nó. Rồi mình nghe ngứa tai, ngang tai, trái mắt là mình chơi luôn rồi.
thật á, kể cả đi xà đi ra ngoài đường, mà ví dụ như là cái bọn Úc ở đây này, những cái người mà làm trong ngân hàng hay là làm trong cái gì của chính phủ á, mà ăn nói mất lịch sự hay là những cái gì á, Lisa cũng cự lại ngay. Nên mình luôn luôn mình nghĩ rằng ấy, mình làm như thế không phải là cho mình nữa, mà cho những cái người không hiểu biết người ta ở đằng sau mình nữa. Ví dụ như một cái đứa nó nhìn thấy mình tóc đen chẳng hạn vậy, nó ăn nói mất lịch sự, hay là nó sỗ sàng, hay là nó có những cái cử chỉ không biết tôn trọng mình, tại nó nghĩ là mình tóc đen, nó kỳ thị, là mình chơi nó luôn à. Thế là mình vào trong ngân hàng mình cũng chửi nhau rồi, đi lên xin cái hộ chiếu mình cũng cãi nhau với cái bọn đấy. Mình nói thẳng với mình không sợ, tại vì cái tính của mình như vậy rồi. Cho nên đến khi mà nghe cái bọn cộng đồng nó bắt nạt những cái người ở bên này, mình cũng không chịu được luôn. Mình muốn nói nên cái tiếng nói của mình, cũng như cái người Úc, người gì ở đây này. Người ta nói thôi, người ta cũng kiện, người ta cũng nói luôn. Bên này, hơn nữa mình đi học, mình đã biết được cái luật pháp nó như thế nào rồi. Đúng không? Khi một người tiếp viên hay là bất cứ một cái gì làm á, là phải lịch sự, ăn nói đàng hoàng, biết tôn trọng người ta, còn có những cái giọng mà kỳ thị này kia các thứ, là mình quật lại ngay, mình không sợ. Để làm gì? Để cho những cái người ta yếu thế ở đằng sau mình này, người ta lần sau người ta gặp những cái đứa đấy, nó tử thế với người ta, đúng không? Chứ nếu ai cũng khúng la khúng núm, những cái người không hiểu ở đây cứ nhìn thấy cái bọn chúng nó khúng la khúng núm rồi này kia các thứ, nó bắt nạt. Đó là cái tính của mình, nó là như vậy. Bọn ba que hách dịch và không có lòng, chúng nó không hách dịch đâu, chúng nó chỉ ở trên này thôi, chứ còn ra ngoài đời chúng nó đuôi chúng nó cụp hết xuống, không có thằng nào ngóc được cái đuôi lên đâu. Nó chỉ bắt nạt một, nó bắt nạt các bạn ở Việt Nam thôi. Đó. Còn những cái thằng mà trong cộng đồng ấy, nó bắt nạt những cái người trong cộng đồng ấy. Sự thiếu hiểu biết là nguồn cơn của mọi. Chúng nó cứ suốt ngày chúng nó nói ở bên này gian bỏ mẹ được này, còn cứ đi chửi người này người kia nữa, cho nên mình ghét á. Mình không gặp thì thôi, mình không biết thì thôi, mình đỡ tức, mọi người hiểu không? Nhưng mà mình biết rõ 3 năm rõ 10 chúng nó cái gian lận của chúng nó, nhưng mà chúng nó lại cứ động má mồm mà nó chửi người Việt Nam, xong nó ra ngoài kia đó đá lao cộng sản rồi á, fight for freedom, phi cái mã bố như nó. Bọn nó là bọn định hot, nó quen rồi. Tao sợ cái bọn nó bao que bọn. Nó ham sống sợ chết. Thì đúng rồi, nó ham sống sợ chết thì nó mới tụt quần nó chạy đấy. Cộng sản chưa vào tới nơi, bây giờ nó chạy như thế. Xong rồi á, năm 73 là Mỹ nó đã bỏ của chạy đến người rồi, đúng không? Nó đã bỏ cái bọn ba que đấy rồi. Thế mà bây giờ sang đây lại còn cứ đòi là cái gì cộng hòa trở lại bằng cách nào hả? Trở lại bằng chống gậy à? Trở lại kiểu gì? Cái dân ở những cái nước này á, năm 60 là nó đã bắt đầu nó biểu tình rồi. Về sau là nó, tại vì nó đóng thuế thì nó biểu tình để nó không đóng, phải đóng thuế để cho cái cuộc chiến tranh vô nghĩa đó nữa. Cho nên là chúng nó phải thua thôi. Là cái điều đơn giản là như vậy thôi. Thế bây giờ nó lấy cái gì để nó trở lại? Ai ủng hộ cho nó? Liệu người dân ở bên này có ủng hộ cho cái lũ đấy không? Các bạn phải suy nghĩ, những người ở Việt Nam mình hiểu là như vậy. Không hiểu tại sao ấy, Lisa cứ buồn buồn ngồi lên không xem thì thôi, cứ xem vào cái bọn ba que là bắt đầu mình lại muốn chửi chúng nó rồi. Cho nên nhiều khi là bảo không biết làm sao, mình cũng hơi bị điên điên. Cứ
quay đi quay lại xem phim hài rồi phim tập rồi phim này phim kia rồi cuối cùng cũng quay lại ba cái chuyện chính trị này. Cộng sản cũng khôn không kém, bằng chứng là nó đang tàn phá đất nước, chỉ còn ngu. Cái gì? Cộng sản cũng khốn nạn, phải không? Có ba que vào ấy các bạn ơi. Cậu Dũng Anh Quách à? Dũng Anh Quách à? Quách sao? Có cái gì? Chị có chửi thì chửi cộng sản mới hay chị à. À, chửi cộng sản thế nào Dũng Anh Quách hả? À, Dũng Anh Quách lên đây, lên mời lên đây cho chửi này. Không được, xoay cái điện thoại ra, nói tếu quá chị ạ. À, khi nào cái gì Dũng Anh Quách, mời Dũng Anh Quách lên đây này. Chó vào cả nhà ơi, đúng rồi. Không được em ơi, em phải quay cái điện thoại. Dũng Anh Quách, mời anh Dũng Anh Quách đẹp trai lên đây nói chuyện đi. Mình phản biện. Nhanh lên. Xoay điện thoại hoặc phải đi vào lại. Dũng Quách. Hello. Hello Minh Vũ. À chị Vi, Lisa Vũ nha. Chào cả nhà nha. Yeah. Em là cứ đi săn mấy con chó như thằng Dũng Anh Quách á chị. Nên là cứ thấy nó thấy mà coi như là em cứ ngồi nghe mà thấy nó lên người ta đang nói đang chảy một cái lòng cái bầu tâm sự người ta đang hay thế, tự nhiên con chó nó vào nó sủa làm ồn ào quá nên em phải lên. kệ nó cái một cái diễn đàn á là phải có người trái chiều thì nó mới sôi nổi. Cứ để cho chúng nó nghe, cứ để cho chúng nó nói. Lisa sẵn sàng mời chúng nó lên để nói chuyện, đúng không? Chúng ta người lớn với nhau nói, tranh luận với nhau, kệ nó, để cho nó nghe. Chứ bây giờ chỉ có mình nói với mình thôi thì nghe nó không được sôi nổi bằng là có cái bọn đó nó vào, đúng không? Nhưng mà để em chị cho em mượn mấy phút diễn đàn em chỉnh cái thằng Dũng Anh Quách nè. Lúc nãy tự nhiên là thấy nó lên. Dũng Anh Quách ơi, mày về mày học lại cái tiếng Việt giùm tao cái mày. Mày biết đi đâu mà tao nói thật mày á, mày là một cái nỗi ô nhục hả? Mày là một cái nỗi ô nhục. Cái gì mày viết cái gì mà chi có chơi thì chơi cộng san. Tao nói mày, tao nói thiệt mày, cái tầm của mày nó thật, tao nói mày nó nhục lắm mày ơi. Mày nên về mày kêu coi như là con gái mẹ nhà mày á, dạy lại mày giùm tao cái. Trời ơi, viết cái chữ mà coi như là còn chính tả còn chưa xong nữa. Thế đời sau mà coi như mày có chết đi thì con mày nó viết chính tả là mày là Quách Anh Dũng thì nó ghi coi như là dung anh qua không có dấu sắc à? Hả? Không, dạy cho mày một cái điều đơn giản đó là trước khi mà comment thì mày viết cho nó đúng chính tả vào, còn không biết viết á thì á ngồi ở dưới không? Comment là ẵng mấy câu mà chỉ cần comment mấy câu ẵng thôi được rồi, còn đừng có ghi mà ghi sai chính tả rồi kìa, ghi gần như là sai hoàn toàn luôn á. Mày ngu thì chẹt đi. Dạ chào anh Hiếu Hoàng, chào mọi người nhá. Mày ngu thì chẹt đi, tao thiệt mày.
không có ai mà coi như người Việt mà coi như là dù mày là ba que ba què hay là cái đám gì nữa chăng nữa thì tao cũng nói mày một câu này, nói thiệt mày á, trước tiên á mà để thể hiện là có mày là ở bên kia chuyến tuyến hay là bất cứ một cái gì nữa thì cái tiếng, cái tiếng là cái tiếng, là tiếng của người Việt Nam, là cái tiếng gọi là tiếng mẹ đẻ đó, rồi là nó phải có coi như là viết đó, thì nó phải có dấu, có chủ ngữ, có vị ngữ. Mày đi đấu tranh mà coi như là mày viết kia. Bây giờ ví dụ mày đấu tranh mày kiện tụng ai, mày viết cái tự mày còn viết sai chính tả thì ai đọc được mày mà coi như là mày viết không? Viết thì phải đúng chính tả vào. Nói cho mày nghe vậy á. Mày lên đây mà đi cãi nhau mà viết sai chính tả thì tao còn không biết mày đang chửi ai nữa. Nói mày nghe vậy đó. Cái gì? Thành cái lu bưng bô. Bừng bừng bưng bô chứ không phải bừng bô, thấy không bưng bô. Mà tao mà có bưng bô á thì tao bưng bô, tao đổ lên cái dòng mã tổ nhà mày, được chưa? Cái thằng Dũng Anh Quách, cho chị nói mấy thằng Dũng Anh Quách à. Khanh trai nu bưng bừng bô, ma ơi tạo chi thích chơi, bọn tham quan mà thôi. Thế bọn tham quan chúng tao ở trên này đâu phải là chúng em ở trên này đâu có phải là tham là quan đâu, chúng em chỉ là dân thôi, chúng em không phải là quan. Nếu mà anh muốn chửi anh mua vé đó. Anh mua vé, anh xin xin visa đấy, xong rồi về Việt Nam mà chửi, đứng giữa Ba Đình mà chửi, chứ chúng em chỉ là dân thôi, chúng em đâu phải là quan đâu, đúng không? Còn nếu mà nói về tham á, ở bên này á, các anh tham bỏ mẹ ăn được, tham vừa ăn trợ cấp này, vừa ăn tiền bệnh này, xong rồi lại đi làm nữa. Thì các anh có phải là tham không? À, xong trốn thuế thì vậy có phải là tham không? Đó. Em chỉ muốn lên đây em chửi cái bọn mà tham bỏ mẹ ăn được này, đi chửi người khác là tham. Hiểu chưa? Tham bỏ mẹ được. Anh còn gì để anh còm, anh còm mẹ ăn nữa không? Thì anh còm lên đây cho em để em giải thích tiếp cho anh. Đó. Em cố dặn ra để đọc cái chữ việc làm của anh ấy. Chào anh Hảo Nam nha. Trời ơi, em nói thiệt với chị Lisa chứ, em nói thật câu luôn là mang tiếng là đi đấu tranh mà coi như viết cái từ ngữ mà coi như là thiếu, mà vẫn là nó sai, mà nó gọi nó sai trình độ, mà gọi là trình độ rất thật. Nó còn thua cả cái đứa học lớp 2, lớp 3 nữa. Con biết bây giờ nó học lớp 3, lớp 3 là nó đã coi như là đã đọc thông viết thạo, thấy không? Học xong lớp 1 cái là đã đọc học là coi như là đọc thông viết thạo rồi, thấy không? Mà nghĩ sao vậy, lên đây mà comment mà sai hoàn toàn luôn. Nó con biết nó cười mày, tao nó mày nhục. Tao mày với thằng Quách Anh Dũng. Nó mày nghe vậy đó. Chị nói này, bọn ở bên hải ngoại nó thường chửi Bắc Kỳ, rồi nó chửi Cộng sản. Nó bảo mày không thích Úc, mày không thích Mỹ, tại sao mày lại sang đó mày sống này kia các thứ. Nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao nó suốt ngày nó cứ chửi Bắc Kỳ, rồi nó chửi là người Bắc nói thế này thế kia, dốt này kia các thứ. Nhưng thực tế khi mà lên karaoke á, các em biết không? Nên karaoke á, là nó phải cố gào lên, nó dặn ra để làm sao cho giống tiếng miền Bắc cả, để nó hát, đúng không? Thế mà nó lại suốt ngày nó hỏi người ta là mày không thích Mỹ, mày không thích Úc, tại sao mày không về Việt Nam mày sống? Thế tại sao chúng mày không thích tiếng Bắc Kỳ, tại sao cứ phải dặn ra để cho nó giống tiếng Bắc Kỳ làm sao? Chúng nó thường hỏi những người ở hải ngoại là như vậy đấy. Thì bây giờ chúng mày trả lời cho tao nghe xem nào. Chắc nó chạy rồi sao ấy. Nãy giờ không thấy nữa.
Anh không đừng thấy nói đi. năng gì nữa. Anh đừng đi. Anh đừng đi. Anh đi em nhớ anh. Mời anh lên đây nói chuyện cho vui, vui cửa vui nhà. Cho nên là em nói với chị Lisa một câu nè, chị Lisa đánh 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 giá tụi nó hơi cao, là bảo là chúng nó chỉ bắt nạt được người trong nước, xin lỗi đi, không có cửa đâu chị ơi, tụi nó không có bắt nạt được ai hết á, nói chung là chỉ có sủa ngẳng vậy thôi chứ không thể bắt nạt được. Nói gì đó Đúng rồi. sẵn sàng lên là coi như đó, mày muốn nói gì, nhưng mà nói là phải nói cho nó đúng nó rõ, thấy không? Đó không bắt nạt được đâu, chạy rồi. Chị nói bắt nạt người Việt Nam là tại vì có những người người ta không có hiểu gì về cuộc sống ở bên hải ngoại này này, thì nó cứ khoe lên, nó cứ khoe lên là như vậy, nó nghĩ rằng người Việt Nam nghèo khổ rồi này kia các thứ, rồi nó khoe những cái cuộc sống ở bên này, những cái gì mà chúng nó không có, chúng nó khoe lên cho người ta để cho người ta thèm đó. Chứ còn tại vì người ta cũng không biết là cuộc sống như thế nào mà người ta chỉ thấy chúng nó khoe thôi, thì là nó bắt nạt là tại vì người ta không biết, chứ còn nó đâu có dám lên đây để nó đối chất với những cái người đang sống ở hải ngoại đâu. Các em thấy không, các em từ xưa tới nay có bao giờ thấy một đứa nào mà nó sống ở hải ngoại nó nên nó nói chuyện với những người sống ở hải ngoại không, hay là nó chỉ nên nó bắt nạt nó nói chuyện với những người ở Việt Nam mà nó nói nó khoe ở bên này làm sao này kia các thứ, đúng không? Chưa có một cái đứa nào mà ở hải ngoại này mà chống cộng mà lên đối chất với cái người chống lại chúng nó mà cũng sống ở hải ngoại. Các em thấy có cái thằng nào nó nên nó nói không? Hay chỉ đều toàn nói phét thôi. Tại vì nó bắt nạt người Việt Nam không có sống ở bên này thì nó bắt nạt người ta thôi. Chứ thực tế nó đâu bắt nạt được ai đâu. Dòng họ ba que vậy thì đè ra nó cho Đó vào đi mà nó chị, hả, đó vấn đề đó. nó vào á, làm sao Nó bảo này, mấy nó thì em nói rồi, cái thằng Ba Que như thằng Vinh Lê này thì cũng chẳng khác gì cái thằng 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 Dũng Anh Quách vừa mới chạy đó. Đó biết là cũng sai đó kìa, thấy không? Biết mấy sai anh chị cũng danh nhỉ. Chị không nên bất kỳ nhóm cờ đỏ trong nước nào, toàn bọn nửa tiền Việt kiều thôi. Mấy anh em cũng rảnh nhỉ. Làm sao Trần Duyên, mình chưa hiểu cái câu của Trần Duyên. Chị không nên bất kỳ nhóm cờ đỏ trong nước nào, toàn bọn nửa tiền Việt kiều thôi. Trần Duyên lại sai rồi đó. Trần Duyên ở đây là đang chị Lisa với lại Minh Vũ đang đang chửi cái đám ba que, chứ không có liên quan đến cái hội nhóm hay bất cứ cái gì cả. Trần Duyên ơi, Chị Linh Hà cũng rảnh nhỉ. Chị không nên tin bất cứ nhóm cờ đỏ trong nước nào, toàn bọn nửa tiền Việt kiều thôi. Việt Trần kiều Duyên là ai, nửa lại ai. đang châm chọc rồi. Chị Lisa cũng à, Trần Duyên à, cái chuyện trong nước Lisa không sống ở trong nước cho nên thông cảm, mình không có biết về những cái chuyện các bạn xích mích với nhau thì các bạn nên giải quyết ở trong nước. Còn Đúng rồi. Lisa lên đây chỉ phản biện với những cái người đang sống ở bên hải ngoại này chống cộng và có những cái lời nói này kia các thứ thôi, còn cái chuyện ở trong nước thì nên gác lại, đừng đừng nói ở trong này. Ok. Đúng rồi, tại vì cái vấn đề đây là giữa chị Minh Vũ, chị Đi. chủ nhà là chị Lisa Vũ, thì coi như là mình là khách thì mình lên đây thấy coi như là có vài cái con chó nó vào nó ẳng ẳng, nó hôi hôi hám quá nên là đây là nói, nhưng mà đây là Còn cái vấn đề, là chuyện vấn đề rằng cá nhân rồi này, hội nhóm này. còn cái chuyện các bạn đấu tranh như thế nào ở trong nước thì có pháp luật. Nếu mà người nào mà các bạn nghi ngờ rằng người ta làm cái gì đấy thì các bạn nên kín tiếng để báo cho cảnh sát biết, báo cho công an biết để cho người ta theo dõi những cái người đó. Tại vì ở bên đó có luật pháp. Còn ở bên này ấy, thì cái bọn ba que ấy, ở bên này nó có cái luật của nó nói tiếng Việt mà. Hơn nữa nó cũng không có động đến những cái người cá nhân của bất cứ người nào ở bên này.
Cho nên các bạn có nhìn thấy nó bao giờ nó dám đưa ai, ví dụ nó nói đi chả là cái con này con kia con nọ con trai nó đưa lên trên mạng này không? Không, tuyệt đối các bạn không thấy những cái chuyện đó xảy ra ở bên nước ngoài. Các bạn thấy không? Có thấy một cái thằng nào dám đưa một cái người nào lên trên mạng này xong rồi nói người này ngoại tình với người kia rồi người này làm gì? Các bạn tuyệt nhiên không bao giờ thấy một người nào làm những cái chuyện như thế đúng không? Đúng không? Thì các bạn hãy lên suy nghĩ rằng những cái chuyện gì về cá nhân đừng bao giờ đưa nhau lên. Ví dụ như là Lisa mà đưa, bây giờ Lisa biết một cái thằng nào là ba que xỏ lá, Lisa chỉ nói là ba que xỏ lá thôi. Chứ Lisa không nói là cái anh ba A, anh B này ở cái số nhà này, ở cái số nhà này hoặc hay là họ hàng, đọc cả tên tuổi của người ta xong rồi nôi cả mặt người ta lên trên này để Lisa nói. Không được như thế. Mình không có quyền làm như thế. Ví dụ cái người nào mình cảm thấy rằng ok, cứ cho là Lisa ghét cái thằng ba que này đi. Lisa sẽ tự động, Lisa cảm thấy rằng cái thằng này nó làm một cái gì sai đó. Lisa sẽ vác cái phone lên, gọi cho cảnh sát, gọi cho sở thuế. Ví dụ vậy. Để Lisa, cái thằng A, thằng B này á, nó làm những cái chuyện này đấy. Thì những cái người có thẩm quyền, người ta sẽ theo dõi những cái người đó. Còn mình không có quyền mang những cái cá nhân của người khác lên đây để sỉ nhục người ta. Cái đó là phạm pháp. Các bạn hiểu không? Còn ở Việt Ví dụ Nam như bây giờ chứ, cái luật ý pháp kiến người mình ta trái không chiều thì là chị em mình chị Lisa là phản đối, nhưng mà cái vấn đề này là như cái chị như cái nick Trần Duyên này là đang có ý là coi như đúng. là châm bị tóc tập bị gạo. À, vấn đề này là tôi nói thẳng luôn, tôi cũng chỉ là người Không dân phải, bình thường, tôi chẳng có vấn đề gì mà tôi thấy là ba que nên tôi chửi. À, có vậy thôi. nhưng chị là Việt Kiều, đừng nghe bọn nào mang danh cờ đỏ cả. Nếu mà nói về mang danh cờ đỏ thì tất cả những người Việt Nam đều là mang cái lá quốc kỳ của người Việt Nam mà. Còn tin hay không ấy, tin hay không ấy, đấy là cái chuyện của mình. Nếu mà mình bị lừa, mình lớn rồi, mình không phải còn trẻ con, mình cũng sống qua mấy chế độ rồi và biết quá nhiều rồi. Còn những cái ai làm gì đấy là cái chuyện của người ta. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn Trần Duyên là nhắc nhở, nhưng mà những cái chuyện đấy thì Lisa cũng cũng quá hiểu rồi, không phải mình không phải còn bé đúng không? Lên diễn đàn của chị Lisa để phản biện lũ ba que để nó nhận ra những gì mà nó chưa hiểu biết về dân tộc Việt Nam và nó nhận thức ra quá khứ nó theo ngoại bang để nó sám hối. Đúng rồi, chứ còn mấy cái chuyện ở trong nước thì Lisa lên khuyên các bạn là đừng đừng có nên cho vào cái diễn đàn này. Lisa không có muốn nghe những cái chuyện đó nhá. Các bạn nên ví dụ như là bạn A không đồng ý với bạn B, mà nếu mà mình quen biết nhau ấy thì mình nên nói thẳng trực tiếp với cái người đó, mình gọi phone đến nói thẳng trực tiếp với người đó. Và nếu mà mình cảm thấy cái người này phản động hay làm những cái gì phạm pháp, mình có thể gọi phone cho cảnh sát mà, cho công an mà, để cho người ta làm việc. Chứ mình chẳng có quyền gì để mà nói người ta cả. Các bạn hiểu không? Nhưng mà thôi, những cái chuyện cá nhân của các bạn thì giả không có muốn dính vào đâu. Xin lỗi nhá. Dạ, Tao em chỉ cũng đâu biết có biết nhiều đâu, tại vì Việt Nam em thấy dân tộc Việt đang ở trên diễn đàn mà tự nhiên có người mà lại chọc chọc vào nói hội nhóm cái thứ, thì em cũng nhắc nhắc cho nó rõ vậy thôi, chứ bất công là lại hiểu nhầm nữa mệt. bây giờ ví dụ như ở trong Việt Nam ấy, có người nào người ta có một cái cờ xanh, người ta bảo là chúng tôi là hội cờ xanh, cũng đâu có bị có cái gì đâu, cũng đâu có phạm pháp ở Việt Nam đâu, cho nên là kệ người ta đi. Nên sao không có nghe ai cả, nên sao muốn nói cái gì mình muốn nói cái gì là mình nói ở trên này thôi đúng không? Đúng Mình rồi. không phạm pháp vào
phạm vào luật Việt Nam mà mình cũng không phạm vào luật ở bên này. Tại vì Lisa đang sống ở bên này thì Lisa sẽ không phạm vào những cái luật pháp ở bên này. Và Lisa cũng không làm gì để ảnh hưởng đến pháp luật Việt Nam. Tại vì có một ngày Lisa còn đi về đấy chơi nữa chứ. Thì mình ngu gì mình làm những cái chuyện đó, đúng không? Đúng không? Đúng rồi đó. Mình ngu thì mình phải làm những cái chuyện phạm pháp với Việt Nam. Rồi đến ngày mình về Việt Nam bị tóm cổ có phải ngu không? Đúng rồi. Tức là bây giờ là ví dụ như là em cũng theo như em nghĩ á, là cái đám ba khoe á, là thứ nhất là nó cũng còn ít thôi, nhưng mà vấn đề ở chỗ này, nó đang giờ nó đang sống giữa hai làn đạn. Bây giờ mà không chửi đất nước á thì không sống được bên 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 đất nước đó, mà chửi thì là không có cửa để về đất nước, à nó mới khổ vậy. Tức là sống giữa hai luồng dư luận đấy. Bây giờ nói vậy chứ nó lôi kéo ghê lắm đó chị, em cũng nghĩ vậy đó. Tại vì vấn đề là chỗ bây giờ mà không chửi thì coi như là cái cộng đồng bên đấy, ở nguyên một khu đấy mà mình nó chống chống cộng, mà bây giờ không không chửi thì nó bị nó kỳ thị, mà chửi thì lại không có cửa về Việt Nam, lại không được về Việt Nam. vấn đề là chỗ đấy đó chị. Ok, chị thấy chị rất nhiệt tình, rất yêu nước nên em góp ý thôi, em không muốn chị bị mất niềm tin thôi. Bye bye chị. Ok, thank you. Chị cũng chả phải là yêu nước hay là nhiệt tình gì đâu, có cái là cái tính của mình á, mình nhìn thấy cái gì không đúng thì ai nói không đúng thì mình nói phản biện lại thôi, chứ nên giờ cũng chẳng phải là cái gì đâu. Cái tính của mình là như vậy, mình nghe cái gì ngứa tai là mình phải nói ra cho nó thoải mái, các bạn hiểu không? Nó là sự thật, bao giờ nó cũng là sự thật. Mình đâu có thể nào mình giấu giếm được, mình cứ ngồi đây mình gian bỏ mẹ ăn được, mình cứ ở bên này mình chửi về Việt Nam, xong rồi làm ba cái trò mèo đấy. Để tại sao cái mà Lisa vẫn thường nói, Lisa nên nói là nói cho chính bản thân mình trước đã. Tại vì mình sống ở đây, mình có con cái ở đây, mình không muốn đi ra ngoài đường ấy, người ta mình nhìn thấy cái bọn ấy như bọn điên ấy, nó suốt ngày nó bôi do chát chấu vào mặt mình, đúng không? Tại vì nó ra ngoài đường nó nói nó là người Việt Nam mà, thì mình cũng là người Việt Nam mà, nó làm những cái chuyện không ra làm sao cả để ô uế vào cái mặt mình, thì trước tiên là mình phải nói đã. Rồi nó ra nó bảo là đừng gửi tiền về Việt Nam, rồi đừng ăn cái đồ của Việt Nam, rồi nó chống đối đồ hàng hóa Việt Nam, thì cái đó là ảnh hưởng gia đình mình, đúng không? Ảnh hưởng đến anh chị em gia đình người thân mình trước đã, đúng không? Yeah. Các em ở Việt Nam đâu, ví dụ như đánh cá đánh tôm gì sản xuất sang bên này, chúng nó bảo Việt Nam có độc, thế ai ăn? Thế các bạn các em mà không bán được sang bên này, thế có phải là các em không có việc làm không? Cái đó là ảnh hưởng trực tiếp đến mình, cho nên mình phải lên tiếng. Còn những cái người ta chỉ biết là người ta ăn cơm ở nhà người ta, rồi người ta chẳng có để ý đến chuyện chính trị thì người ta không có nói. Còn bản thân Lisa nói thật với các em là chị hay để ý những cái chuyện này, cho nên mình ngứa tai là mình phải nói. Có thế thôi. Yeah. Bây giờ hết hết chó nó sủa rồi. Hay là em xin xuống. Nó có chó thì okay. Em phải xin lên. Dạ. Yeah, ok. Lisa Vũ nhé. Chúc chị một ngày okay, bye bye em. Hạnh phúc và vui vẻ. Yeah. Chào okay. Mọi người. Bye bye. Đừng lôi chuyện hội nhóm vào đây. Đúng rồi. Những cái chuyện đấy là chuyện chuyện xích mích kìa. Ba cái chuyện đó thì các bạn nên tự giải quyết với nhau đi. Chứ còn thật ra ở Việt Nam có luật pháp mà. Nếu mà người ta phạm vào luật pháp thì kêu cảnh sát bắt đi. Khổ quá. Chửi nhau nó cũng chẳng ra cái gì, cũng chẳng nhìn, cũng chẳng đẹp tí nào hết. Chào tất cả các bạn. Chào. Chào nữ xã, sao không rủ tôi? Cái gì? Rủ tôi ông khách mời. Làm sao? Cao Hoàng Lan. Không.
Không dù tôi ông khách mời Lisa lên trên này nói là cứ nói thôi, Lisa chẳng gọi ai tại vì mình chẳng biết gọi ai, mình cứ lên đây ai ai nhìn thấy mình thì vào nghe thôi, nói chuyện chơi thôi mà, ai cảm thấy ok thì nghe. Em vừa vào là lên luôn vậy à? Cái gì? Tân Duyên, hiện nay em đang cư trú Việt Nam hay nước ngoài? Dân tộc ta hàng năm vẫn chống giặc ngoại xâm em nhé. Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Là người Việt Nam em lại không yêu quê hương đất nước. Em nào vậy? Tổ quốc đồng bào em là sao? Tân Duyên à? Tân Duyên nào vậy? Ồ, cái người vừa rồi hả? Bây giờ các bạn cứ chửi nhau chí tỏi lên, xong rồi những cái người khác ấy, người ta cũng thấy phiền, người ta cũng không muốn lên nữa, các bạn hiểu không? Người ta cũng không muốn nói chuyện nữa. Nhiều khi Nisa thấy nhiều người cứ như cái thằng ngu lâu á, nó ngày xưa nó chửi Lisa, tự nhiên nó cũng chửi mình. Nó chửi mình xong rồi nó lại bảo mình là cái con Lisa này á, nó không bao giờ nó xem clip của ai hết. Mình không xem nó cũng chửi mình. Đó. Tự nhiên nó chửi mình. Cho nên nhưng mà Lisa không vì những cái lời của chửi của nó mà Lisa không có dám lên đây nữa, các bạn hiểu không? Nhưng mà nhiều người người ta thấy phiền quá, người ta ôi thôi ở nhà đi ngủ cho xong rồi nói là mẹ gì. Nhưng mà mình khác, cái tính của mình nó gân lắm. Càng chửi nhiều bà càng lên nhiều. Đừng có chửi bà còn lên ít. Đó. Nhưng mình làm cái gì là mình làm thôi, mình sống ở bên này mình nhìn thấy cái gì ngang tai trái mắt thì mình chửi lại chúng nó thôi, chứ còn chuyện ở Việt Nam thì nên dạ không có dây vào đâu. Đúng không? Ai muốn làm sao làm, ai muốn nói cái gì nói, mình nghe thấy mình có lý hay thì mình like, mà mình không không nghe được thì mình thôi, thế thôi, không thích nghe thì đi chỗ khác. Đúng không? Mình đối với Lisa đấy, kể cả bên ba que hay là bên ai cũng vậy, phía ba que cũng vậy, nói cái gì đúng, cái gì có lý hay Lisa vẫn khen, đúng không? Nói cái gì đúng mình vẫn khen, mình vẫn cảm thấy mình vẫn like được cơ mà, đâu có nhất thiết là phải bên cờ nào nói là nói có lý, nói đúng sự thật mình vẫn ok. Mình nghe là nghe cái lời người ta nói, chứ mình không nhìn vào cái người người đó là ai, người bên cờ đỏ hay cái bên cờ vàng gì hết. Đúng không? Mình không về ai hết, nhưng mà người ta có hiểu biết, người ta sống, người ta có hiểu biết, có lý luận đàng hoàng, nói hay, mình cảm thấy đúng, mình ok hết. Đúng không? Cho nên bất cứ một ai kết bạn như sao cũng kết bạn hết, cho dù người ta là phe nào đi chăng nữa, tại vì nói phải có cái bên đối lập ấy, thì khi mà mình nói người ta phản biện lại thì nó mới vui. Chứ còn nó nói giống như là chúng nó cứ cầm cờ xong chúng nó hát cho nhau nghe đấy, thì nó Khanh Nguyễn, con chó này like được bao nhiêu người vào xem, được bao nhiêu người hâm mộ, cái gì đờ mờ ba que thọc vào cái hồn con đĩ mẹ mày à. Khang Nguyên lại lại thích chọc à? À, có ba que vào đây rồi này các bạn ơi. À, bao nhiêu người không cần thiết, tao đâu có bảo mày vào đây đâu, mày thích vào đây chửi nhau tao cho tao mời mày lên đấy, lên đây bấm vào, lên đây tao cho mày chửi, tao lên đây tao đâu có phải để câu like đâu, tao lên đây để chửi chúng mày thôi, chỉ mong chúng mày vào nghe thôi mà. Chúng mày ngoài cái chửi tầm bậy tầm bạ ra chửi còn cái
Em chào chị Lisa. Chào, chào, chào Hình em như của chị Hoàng bị đứng Lan mạng nhưng mà hay là của đâu em ta? không biết nhưng mà không thấy mặt em. Chị Đứng mạng nghe thì mình không? Em đâu ở có tại nói Việt chuyện. Nam. Ừ. Dạ, em có chút chuyện riêng. Được. À, chị Lisa Nó đây. đang hỏi chị nào? Để chị nói. Không biết mạng chị, mạng em yếu ta. Nếu mày là ba quê hay cộng sản năm vùng? Tao là cộng sản năm vùng ấy, mày làm gì được tao? Mày kêu ôi bọn ba que đến bắt tao đi. Come on. Đó, mày không làm gì được tao thì mày chết cụ chị, mày đi. Chị để. Ok. Chị để em trả lời nó cho nè, chị để em trả lời nó nha. Ngày hôm qua trả lời với Khang Nguyên nè. Diễn đàn 29 người đúng không chị? Chị Lisa. 27 người. 27 người rồi, thôi 27 người. Thường thường á Khang Nguyên, ta giải thích cho mày hiểu này Khang Nguyên. Thường thường có một ở trong cái bệnh viện tâm thần cứ 100 người bị bệnh tâm thần là khoảng 10 người bác sĩ. Thì ta nói với mày 29 người là đủ trị 100 người tâm thần của tụi bay rồi, không cần nhiều. Thường thường bác sĩ là lúc nào cũng ít hơn bệnh nhân hết á. Trả lời với mày một câu như vậy đó. Còn tụi bay đừng có dùng những cái từ ngữ mà điệt đéo ra đây. Cái ngôn ngữ của tụi bay nó mắc dạy quá. Em lên em chia sẻ tí xíu cái chuyện biểu tình ngày hôm qua thôi chị Lisa ơi, chứ em không có chia sẻ gì nhiều đâu. Ủa, biểu tình. Dạ, ngày hôm qua chị là bên ở bên Úc đúng không? Ừ. Dạ, chị ở bên Úc nên em cần chia sẻ đó. Ngày hôm qua là ở dưới nhà thờ Fatima ở Bình Triệu á. Bình Triệu, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đó vậy. Chị có biết không? Chị không biết nhưng mà ở Việt Nam là được rồi. Dạ, ở Việt Nam, nói chung là ở Việt Nam, ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Ừ. Là cách đấy mấy bữa là nó có kêu gọi dân đi biểu tình. Là thằng Tăng Thái với thằng Benny Trương, con đua xe đào với con Bích Trang. Kêu gọi là xuống đi biểu tình là ngày 13 tháng 10 là ngày Đức Mẹ hiện ra bên đạo Công giáo. Em có đạo mà. Dạ, thì em có xuống với em live trực tiếp á, cho thấy á là không có biểu tình nha. Nói cho dân bên Úc nghe, những người hải ngoại bên Úc nghe là như thế này. Tụi nó rất là đặc điều, nó rất là bịa chuyện. Em lên em nói với chị á là em đi live là không phải em là một người dân bình thường mà em là người đạo Công giáo. Em là người đạo Công giáo nha chị nha. Nếu mà em nói em là đạo Công giáo, nói bằng cái miệng của em không á, là người ta kêu em là cái con này nó dốc, nó xuyên tạc. Nó xuyên tạc nha chị Lisa nha. Dạ. Cái điện thoại em sao quay camera sao không được ta? Em chủ yếu quay camera cho tụi nó nhìn á, nhìn cái bàn thờ của em đó. Nhưng mà những người ở bên hải ngoại á, nên nhớ là đừng có chắc nghe lời cái đám. Sao em có camera đây mà? Chắc tối á, chắc nó tối quá không nhìn thấy em. Có khi em mở ánh sáng nên may là có khi nó bị tối. Xong rồi á, em nói với chị nghe là như thế này. Tụi bên mấy người mà chống cộng bên hải ngoại á, bớt nghe lời cái đám xuyên tạc mà kiếm tiền đó, cái đám lợi dụng biểu tình để kiếm tiền đó. Nó không có thương yêu gì dân Việt Nam mình đâu. Nó lợi dụng dân Việt Nam mình để nó kiếm tiền. Thì mấy người làm ơn tỉnh táo giùm tôi một tí. Đừng có nghe lời của tụi Tăng Thái với Benny Trương rồi nữa. Đừng nghe lời. Nó không bao giờ nó nói những chuyện gì mà đúng sự thật. Không hề có sự thật nha. Mỗi một lần nó kêu gọi biểu tình á, là để nó có tiền nó bỏ túi. Bên Việt Nam, an ninh Việt Nam rất là chuẩn nha. Không hề có cái chuyện biểu tình. Chẳng qua là bữa ngày 10 tháng 6 là một chút sơ sót nhỏ của bên an ninh Việt Nam thôi. Chứ còn bây giờ á, là xin lỗi các người mơ đi, không có chuyện mà đi xuống đường biểu tình mà giống như hồi đó nữa đâu. Đập các người gãy chân. Nói cho các người nghe. Các người ngáo và các người hoang tưởng vừa phải mà thôi. Đừng có hoang tưởng như vậy nữa. An ninh Việt Nam người ta rất là chuẩn nha. Không hề có biểu tình. Rồi á, em nói cho chị Lisa nghe nữa là như thế này. Nó cứ nói là xuống hôm nay không được thì ngày mai. Lời nói của tụi bay phải cho chính xác. 10 lần phải nói đúng một lần để người ta còn tin nữa.
Rồi nói nữa nghe nữa nè, Benny Trương với lại Tăng Thái nhắn anh chị em bên Úc, Việt Kiều bên Úc nghe. Nếu mà tụi nó thương dân Việt Nam á, thương thật sự là thương nha, thì nên về Việt Nam mở một cái bệnh viện, mở một cái trường học, hay là xây cái cầu, hay là xây một cái công trình gì đó, để cho người Việt Nam người ta nhìn, người ta thấy có một cái niềm tin đi, thì họ sẽ tin tụi bay. Còn tụi bay lấy cái miệng tụi bay nói để tụi bay làm tiền thì ai tin tụi bay? Không ai tin tụi bay hết. Tụi bay cứ dùng cái miệng tụi bay kêu gọi biểu tình để tụi bay làm tiền. Đúng ra là thương dân Việt Nam mà thương thật sự á, chứ đừng có thương cái kiểu thương làm miệng là Nam Mô mà bụng một bồ dao găm. Lúc nào tụi bay cũng muốn dân Việt Nam tao chết. Nha, cho nhắn gửi lại hết những người mà Việt Kiều bên Úc á, là làm ơn, nếu mà thương dân Việt Nam mà nghe lời thằng Benny Trương với lại thằng Tăng Thái á, là hãy gom tiền lại đi, về xây hẳn một cái trường hay là một cái bệnh viện nào đó cho dân Việt Nam vô chữa bệnh miễn phí, thì mới bày tỏ được cái tấm lòng thương dân của nó. Còn thương dân mà thương với một cách mà tiền mà lợi dụng tiền mà bỏ vô túi thì sao gọi là lưu thương dân được, không có thương như vậy được. Là cái chia sẻ của em là như vậy đó chị Lisa, em nhắn lại là như vậy đó chị. Alo chị. Dạ. Em cứ nói đi. Chị đang đọc cái comment của cái thằng Khang Nguyên này, nó nói cái gì màn hình nhỏ mày đừng có ngậm máu phun người. Nghe chưa, con đĩ xuyên tạc cái con đĩ mẹ mày. Đây, cái gì? Mày Em không người có, ta em để lên camera máu ngang sao em không đọc phun được comment kỳ vậy ta, để người. camera Em ngang sao gạt, đọc được. em lấy tay em gạt sang bên bên trái. rồi rồi Em lấy tay rồi em rồi gạt nhẹ sang bên rồi trái. chị, Được rồi được rồi, chưa? chào chào thằng Quảng nha, để em đọc cho, em đọc, em trả lời từng người một cho, đọc Tao cho nói cho để trả thằng lời em Khang lên Nguyên tay. biết là chúng mày có toàn cái lũ già khú đế, răng thì không có tiền để trồng, nên chúng mày rảnh rỗi, chúng mày ở nhà, cho nên chúng mày cứ đua nhau, chúng mày lên chúng mày xem, đâm đầu cắm cổ và xem mấy cái bọn nó xuyên tạc về Việt Nam á, hiểu không? Xong thì chúng mày tự sướng với nhau ở bên đấy, hiểu không? Chứ còn không ai người ta để ý đến chuyện chính trị ở Việt Nam á. Cũng có người người ta để ý nhưng mà ít lắm, nhưng người ta còn phải đi làm đi ăn, bên này cũng vậy thôi. Còn chúng nó nhiều khi chúng nó lại làm ra những cái nick giả để chúng nó xem. Nhưng mà hơn mấy chục năm nay rồi, chúng mày làm được cái trò gì chưa hả? Làm được cái con mẹ gì chưa, hay là chỉ toàn hốc đồ Trung Quốc thôi? Chúng mày có phải là ủng hộ Trung Quốc để bây giờ nó trở thành một cường quốc không? Chúng mày chống Việt Nam rồi, chúng mày ai mà bắt tay với cộng sản? Chúng mày nói biểu tình người ta, thế bây giờ cái thằng thủ tướng, cái thằng tổng thống ấy, nó bắt tay với cộng sản, sao chúng mày không vác cờ ấy, chúng mày biểu tình đi. Cái cờ của chúng mày là cái cờ ba cặp của Trung Quốc, 1, 2, 3, số Trung Quốc rõ ràng chưa, thằng chó chết hả? Mày lên đây mày nói chuyện với tao, chứ còn mày ở dưới đấy bấm nâu bỏ sườn được nhá, sao mà phải khổ thế? Nếu mà cảm thấy chính nghĩa, nếu mà cảm thấy hay nên đây phản biện. Come on, tại sao chúng mày chỉ bắt nạt những người ở Việt Nam rồi chửi rủa người ta, chúng mày không dám nói chuyện với tao? Tao sống ở hải ngoại đây, không? Cái lũ nhà chúng mày suốt ngày đi biểu tình rồi chê cờ cộng sản rồi này kia các thứ, thế mỗi lần chúng mày về Việt Nam chúng mày có phải ôm cái cờ cộng sản không? Chúng mày Không xin cái thị thực, à, cái visa về Việt Nam chúng mày có phải ôm cái cờ cộng sản về Việt Nam không Trần Toản, trả hả? lời Trần Toản này, Trần Toản, để em nói chuyện Trần Toản tí chị Lisa. Trần Toản, kệ bà nó, Trần Toản, cái thằng Khang Nguyên nó hay tôi mà tự nhiên tôi có một cái bệnh kỳ cục, ai càng chửi tôi càng khoái, tự nhiên người ta chửi tôi tự nhiên tôi càng khoái, tôi có cái bệnh vậy nha. Chửi không bao giờ em giận nha, mà cái người chửi em càng khoái. Bởi vì chị Lisa biết sao không? Một khi nó chửi mình nghĩa là nó đã nghe cái lời của mình rồi đó, là nó mới chửi mình. Chứ còn Trần nếu mà Toản mình á, nói, em trả lời thằng là Khang tại Trần Nguyên, Toản nó là
Dạ đúng là chửi Khang Nguyên, mà Trần Toản là ai mà chửi bà chị là chết mẹ mày với tao là Trần Toản, nói là chửi Khang Nguyên á. Nhưng mà ý em nói với em trả lời Trần Toản là một khi nó chửi mình nghĩa là nó đã nghe được cái lời của mình rồi đó, là nó mới chửi mình. Còn một khi mình nói mà nó không chửi lại nghĩa là nó chưa nghe. Mấy cái đám này em rành lắm rồi. Dạ, em rành cái đám này lúc này. Nó cuồng lên là bắt đầu nó chửi bậy, là nó đã nghe mình rồi nó mới chửi bậy. Nó chửi bậy là nó mới tức, là nó đang chửi bậy. Đó, em là cái kinh nghiệm của em rồi, em rút kinh nghiệm nhiều lắm. Em nói chị đúng nghe. Rồi. Nên cái thằng Khang Nguyên này nó đang tức. Dạ, nó đang tức. Chứ mình nói lên mà nó không chửi á là nghĩa là nó không thèm nghe cái lời nói của mình, nó mới không chửi mình. Đúng rồi, đúng rồi. Kinh nghiệm nha. Mình càng nói nó càng đúng chửi rồi. Là mình càng chiến thắng. Kinh nghiệm chị Lisa, nghe chị Lisa kinh nghiệm chỗ đó đó. Dạ. Chị cũng nghĩ như vậy, cho nên mỗi lần mà có thằng ba que vào đây chửi là chị khoái. Dạ. Chó điên Khang Nguyên. Là em chia cứ đẩy cho chúng nó vào chúng nó nghe. Dạ, em chia sẻ như vậy là chính ngày hôm qua em là người đi xuống trực tiếp dưới nhà thờ Fatima, em có livestream trực tiếp luôn. Nên ai muốn coi cái livestream trực tiếp ngày hôm qua ngày 13 tháng 10 ngay chỗ nhà thờ Fatima Bình Triệu, là bà con hải ngoại nha, bên Úc nha. Muốn coi vô cái trang Trần Hạo Nam, bấm vô coi nguyên một cái live đó. Em like hai live, một live 9 giờ sáng đến 10 giờ trưa, một live 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Là nó rất là bình yên nha. Nên từ đây về sau bà con hải ngoại làm ơn đừng bao giờ nghe lời thằng Tăng Thái với con thằng Benny Trương Trộn với con Lisa kêu gọi biểu tình nữa, bởi vì mỗi lần nó kêu gọi là nó được tiền bỏ túi. Đúng rồi. Đừng có xem nó vào những cái clip của nó để xem nó. Dạ. Gì mình xem nó là ủng hộ cho nó đó. Đã, rồi chưa hậu cái gì? Tháng á. Ừ, nó chị nói với thằng này nó đờ mờ tao rảnh à, tao đâu có rảnh mà đi nói chuyện với cái lũ chó bưng bô mà đội bô ăn cứt như lũ chúng mày. Thế mày thôi, khổ thế, đừng cái nói câu thì không dám nói mà comment dài nó nói hoài dài comment nữa chứ. Đờ mờ đấy là nó cũng phải mất bao nhiêu giây rồi, hiểu không? Mày nói nó phải nhanh hơn không? Nếu mày có thời gian ở dưới này mày comment mà mày không có thời gian mày nói chuyện hả? Nũ chó bưng bô thì nũ chó, mà tại sao mày phải chạy tục quần này? Chúng mày còn ngu hơn cả chó nữa. Tại sao cái camera của mình là mình không quay ra làm sao được ta? Mình quay ra mình mở bàn thờ cho tụi nó, tụi nó nhìn là tôi là người có đạo công giáo. Tôi nổi điên cái vụ này ghê lắm. Tôi nổi điên cái vụ mà lợi dụng đạo mà đi xuống đường để mà trục lợi á. Trong cuộc đời của tôi căm thù nhất những người lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Tôi căm thù những tao kẻ lợi khoái dụng. Chửi chửi cái lũ ba cặp chúng mày á. Tao cũng khoái chửi cái lũ ba cặp chúng mày, bởi vậy tao mới lên đây đấy để chửi nhau chúng mày đấy. Nhưng mà chúng mày hèn lắm. Chúng mày hèn từ xưa đến nay rồi, hèn tao ở hải ngoại đây, tại sao chúng mày không lên ba mặt một lời nói chuyện với tao để chứng minh cái sự thật của chúng mày, để cho người Việt Nam người ta nhìn thấy không có một thằng chó chết nào dám lên đây ấy. Đó. Mà lên á toàn nữa sủa cái gì ấy. Đúng không? Lên đây nói chuyện đi, làm sao mà phải khổ thế, cào phím ở dưới, cào lát bàn phím rồi. Lên đây nói chuyện cho nhanh, lý do người ta lên đây người ta nói là tại vì muốn cho nó nhanh lên, đỡ phải bấm này nâu nó. Hiểu chưa? Rồi, em nói với chị Lisa nghe là như thế này nữa. Là hồi sáng á, là thằng Benny chột nó nhục quá, nó không có dám mở diễn đàn mà để cho thằng Kỳ Lê ngồi diễn đàn giùm cho nó. Bởi vì nó kêu gọi ngày hôm qua xuống đường biểu tình thì vô hiệu, nghĩa là người ta không nghe nó. Thì hồi sáng đây này, hồi sáng ngày 14 tháng 10 giờ Việt Nam này, hồi sáng nó nhục quá, nó không dám ra mặt diễn đàn, nó quá nhục đi. Bởi vì những cái lời kêu gọi của nó bao nhiêu lần không thực hiện được thì nó quá nhục. Thằng Khang Nguyễn mà về mày nhắn lại với ông nội Benny trột của mày đó, nhục cũng nhục vừa vừa thôi, lợi dụng người ta cũng lợi dụng vừa vừa mà thôi. Đừng có lợi dụng đạo, đừng có lợi dụng Thiên Chúa, đừng có lợi dụng Đức Mẹ mà kiếm tiền bỏ túi nha Khang Nguyễn. Khang Nguyên, mà về mày nhắn lại với anh trột với anh Thái của mày đó, ông nội của tụi bay đó, tao nói cho mày tụi bay nghe, tụi bay đừng có trục lợi, tụi bay đừng có lợi dụng Thiên Chúa mà để tụi bay cầm tiền bỏ túi. Tao căm thù những kẻ mà lợi dụng, mà tao căm thù tụi bay tận xương. Tao nói tụi bay nghe, nói cho thằng Khang Nguyên nghe, mày về mày nói lại với ông nội tụi bay nha.
Nó bảo tao sợ mày quá, con đi đi xả vũ à? Sợ, sợ là đúng rồi. Mày tụt quần á, chạy sợ chạy mất dép từ mấy chục năm rồi đúng không? Đĩ hả? Ai mà không đĩ? Mẹ mày có đĩ không? Mẹ mày không đĩ, bố mày không đĩ, làm sao mà mày ở trong cái lỗ đó mày chui ra? Hả? Khang Nguyên? Thằng nào mà không đĩ? Để em trả lời Khang Nguyên nghe nha chị Lisa, em trả lời cái câu đỉ cho nó nghe này. Cái câu này nó hơi tục chút nha mấy anh chị em trên diễn đàn, là thông cảm tụi câu này nó hơi tục tí nha. Bước người phụ nữ bước lên giường ngủ với chồng thì nên là con đỉ mới giữ được chồng. Rồi ok, trả lời với mày cái câu rồi đó. Ừ, trả lời luôn, trả lời câu nó hơi tục một Đúng. tí nhưng mà thông cảm giùm cho em nha chị Lisa. Muốn giữ được chồng là lên Đâu trên có giường gì đâu ai. sẽ là Đó con là đỉ. sự Dạ thật. đó. Dạ, muốn Sự là thật giữ được chồng thì mình sẽ thành một con đỉ trên giường. Trả lời luôn đó Khang Nguyên. Rồi đó, mà. trả lời Khang Nguyên xong rồi đó. Rồi chị Cái gì mà. Lisa cho em. Dạ, cho em xuống đi, mấy đứa này nó quằn À, qua quằn Khang lại xuống Nguyên mấy à, cái câu đó thôi. mày cũng từ trong cái lò đấy chui ra chứ mày ở đâu chui ra đúng không? Mày chửi người ta là mặt lò thì mày cũng ở trong cái lò đấy mày chui ra đó, hiểu chưa? Thằng chó ngu. Trả lời câu đó Khang Mặt Nguyên mà luôn rồi đó, Khang Nguyên mày trời ơi. Ừ, Thúy Kiều, mày nói người Thúy ta Kiều là cư đưa xử mặt quá ra vậy. thì mày có dám đi lên đây không? Mày dám lên đây Chào mày nói đưa cái mặt lên để cho mọi người chiêm ngưỡng không? chào Duy Hả? Trần nha. Dạ. À em chào chị Lisa nha, chào tất cả anh chị em nha. Báo cáo với bà con hải ngoại là không có Cảm biểu tình ơn gì Hoàng hết Lâm nha. nha. Cảm ơn Hoàng Dạ Lâm em nha. cảm ơn chị. Ok. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ. Mày giỏi mày đưa một cái mặt vừa nãy này này có màn hình bây giờ này không? Mày dám thì mày nếu mà mày cảm thấy rằng mày mày là cái người đàng hoàng thì ok em sao mày chửi này chửi kia rồi địt mẹ rồi này kia các thứ người ta đó mẹ mày ngay cạnh mày ấy, chơi luôn đi cho đỡ mất công chứ xa xa quá làm sao mà chơi được người ta. Bố thằng già ngu. Giỏi đi lên đây nói chuyện này, tao cho mày lên đây diễn đàn mày chửi đàng hoàng ấy, tại sao không dám lên mà cứ phải cào phím ở dưới làm gì? Gặp đúng nữ tướng. Thủ tướng, bây giờ này mới có cái thằng nào nó nhận nó là thủ tổng thủ tướng lưu vong. Cơ nãy mình xem mình buồn cười quá. Đừng nghe những gì cái lũ chó điên nói mà hãy nhìn kỹ những gì lũ chó điên dư luận viên bưng bô và đội bô chúng nó đã làm thế thôi. Ừ đúng rồi, hãy nhìn những gì ba cặc làm, nó tụt quần nó chạy, cộng sản chưa vào tới nơi nó tụt con mẹ nó hết quần nó chạy rồi. Hãy nhìn kỹ những gì chúng nó làm và bây giờ nó chúng nó chống gậy ở bên kia chúng nó suốt ngày nó vác cái cờ này không không vác được một cái phải vác hai lá cờ khệ lệ đi ở ngoài đường đi thì siêu siêu vẹo vẹo đúng không? Thà câm mẹ chúng mày mồm mê im bà chúng mày đi thì đỡ nhục này còn cứ khoe ra đúng không? Khoe ra để cho thiên hạ người ta thấy cái nhục của chúng mày. À, chúng mày không có tham ô tham nhũng thì làm sao mà bọn Mỹ nó thua được? Bọn Mỹ nó hiện đại như thế, súng ống nó như thế. Chúng mày á, nó viện trợ cho chúng mày mang mẹ nó cả súng đạn chúng mày bán cho Việt Cộng. Đúng không? Thế cho nên nó mới bị thua chứ nó đánh cũng không có thua thằng nào hết. Nó thua là bởi vì thua cái lũ chúng mày, chính cái lũ bạc cặc chúng mày đấy. Biết chưa? Nó thua cái tại vì á, tham nhũng rồi tham ô rồi á, ác với dân cho nên nó bị thua là thua ở cái chỗ đó cho nên chúng mày nhục nhã chúng mày thà im mẹ chúng mày mồm đi thì người ta đỡ ghét tao ghét chúng mày nên tao mới lên đây chửi thôi sang đây gian lận đủ các thứ không thiếu một cái mưu mô xảo quyệt gì hết nhưng bày đặt chửi người nọ chửi người kia dư luận viên chó điên ơi Trung Quốc nó qua Việt Nam rồi kìa
chúng mày xem cút khỏi Việt Nam đi. Cả đây bưng bô ơi, tao hỏi mày, mày sang đấy mấy chục năm mày, mày có đớp hàng Trung Quốc không? Đó, Trung Quốc đầy đường hết đây. Mỗi lần chúng mày mở đại nhạc hội này kia các thứ toàn Trung Quốc thôi. Trung Quốc nó nấu ăn thì mới ăn được thôi, chứ mấy cái nhà hàng chỉ có phở thôi, có cái ba vạn gì mà ăn. Đó. Ơ, im bà chúng mày mồm đi, tao hiểu rõ quá chúng mày, chúng mày bày ra bày vẽ ra, chúng mày tiệc này tiệc kia toàn vào nhà hàng Trung Quốc rồi. Đúng không? Còn những cái người nghị viên, nghị mẹ, nghị gì á, toàn những là dân người Việt gốc Hoa thôi. Nhá. Chúng mày ngu rồi, ngu vừa vừa thôi. Có phải chúng mày đớp mấy chục năm đồ Trung Quốc không? Hả? Chúng mày đuổi hết cái bọn Trung Quốc ở Mỹ, ở Úc lung tung đi rồi á, tao bảo đảm tao theo chúng mày. Bà que đớp đồ tàu 43 năm rồi, còn ra vẻ thẹn thùng với tàu à? Sợ sợ Trung Quốc như là cái gì ấy, tao thách chúng mày ra ngoài cửa chửi Trung Quốc đấy. Chửi đi. Chửi người Trung Quốc đi, chúng mày hốc đồ Trung Quốc mấy chục năm rồi. Hả? Cái này là một cái sự lừa đảo bịp bợm mấy chục năm nay rồi, chúng nó làm cho Trung Quốc giàu là bởi vậy. Chúng nó chống hàng hóa Việt Nam. Động một cái chúng nó biểu tình cộng sản, bắt tay với cộng sản. Bây giờ tổng thống của chúng mày bắt tay cộng sản, sao chúng mày không biểu tình đấy? Không chửi chúng mày không chịu được cơ, không biết làm sao ấy. Quay đi quay lại đó, mình xem phim, xem viết, xem đủ các thứ rồi cuối cùng cũng quay lại ba cái chuyện chính trị này. Cứ nhận hết cái ngu về mình. Cứ khoe ngu thôi. Khổ quá, không khoe cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi. Biết là ngu rồi. Vừa ngu vừa nhục. Sao chúng mày không ở là ở tại Việt Nam ấy, giống như là Việt Cộng ấy, đào hầm đào hố rồi đào đủ các thứ để mà đánh nhau với chúng mày á. Học người ta rồi lấy lại đất tổ đi. Sao không làm được như thế người ta mới nể, hiểu chưa? Ở bên hải ngoại này có mấy triệu dân ấy, chúng mày đã đoàn kết được chưa? Chúng mày đã làm được người ta ủng hộ chúng mày đâu? Có ba cái mống già khú đế ra răng thì dụng mẹ nó hết rồi, tiền không có mà chồng còn bày đặt, đi còn siêu siêu vẹo vẹo thì thôi ở nhà. Nếu tao là lãnh đạo cộng đồng á, thực sự vì dân, vì cái cộng đồng đấy, đúng không? Những cái người già như thế kêu người ta tổ chức cho người ta, dạy người ta thể dục thể thao rồi làm những cái chuyện có ích đi. Những cái người như các cụ, mấy cái cụ già mà bị không có nhà cửa đấy, chúng mày họp nhau vào, xong rồi chúng mày góp tiền vào thuê cho người ta một cái nhà người ta ở, đúng không? Làm những cái chuyện tốt đi ngay tại cái đất Mỹ, đất Úc đi, là tự nhiên chúng mày thắng rồi. Chúng mày không cần phải 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 về Việt Nam để chúng mày lừa đảo người ta nữa. Khang Nguyên thấy chị Lisa bưng bô thương chị ấy thì há mồm ra, chị ấy đổ vào cho không, chị ấy mỏi tay. Kỹ năng đu càng. Đúng rồi. Cộng ngôn mẹ mày trước Khang Nguyên. Lâm khổ quá, chúng nó bây giờ già cả rồi, cũng tội nghiệp chúng nó lắm thật đấy. Mấy cái người giờ biết trông vào ai, biết bám vào ai thì chỉ bám vào cái cộng đồng ấy thôi. Nhá. Bây giờ các bạn thử ở trong một cái nhà xong cứ đi đi lại lại cả ngày ở trong cái nhà đấy, không nói, không có ai nói chuyện, không có nói chuyện với ai, xem là như nào sống mấy cái người mà sang đây chống cộng nó giống như ở trong một cái nhà tù khổng lồ ấy bây giờ, đúng không? Con cháu thì bây giờ chúng nó phải mải đi làm đi ăn rồi, đúng không? Tiếng tăm thì không biết thì phải trông vào cái cộng đồng ấy thôi, nhưng trông ai bây giờ? Tao nói cho mày biết á, tao biết mấy thứ tiếng ở đây, tiếng nào tao cũng nói được. Tao không chơi với người Việt thì tao chơi với người Tàu, tao không chơi với người Tàu thì tao chơi với người Anh. Đúng không? Chỉ có cái là ta thích hay là không thích thôi. Đúng không? Chứ ta không phải nhờ vào cái lũ cộng đồng đấy. Cho nên ta không sợ chúng nó.
Còn những cái người mà phải phụ thuộc vào chúng nó thì mới sợ chúng nó. Hiểu chưa? Tao không có phải vào cái cộng đồng ấy để lừa đảo ai hết. Chứ tao muốn làm á, tao làm từ lâu rồi. Hiểu chưa? Tao biết cái mặt chúng mày quá rồi. Thấy bảo suốt ngày quấy phá việc làm ăn của bà con bên hải ngoại. Đúng rồi. Ngày xưa đó các bạn, cứ ai mà buôn bán chỉ buôn với người tàu được thôi. Đúng không? Là gạo mắm muối này kia, xì dầu này kia các thứ, đi chợ toàn nói đi xốp tàu thôi đó, chỉ trông vào cái đồ hàng của người tàu thôi. Xong rồi ai mà làm ăn với lại Việt Nam là nó bâu vào, nó biểu tình người ta, thế thì được làm sao người ta dám bắt tay với cộng sản. Lý do bởi như vậy cho nên là Trung Quốc bây giờ nó mới mạnh như thế, 40 mấy năm rồi toàn ủng hộ hàng hóa của nó thôi. Một sự ngu dốt của chó điên dư luận viên chúng mày nên bọn chén cứt mà ăn thay cơm đi, lũ chó điên. Chúng tao là chó thì mày là cái gì? Chúng tao là chó, nếu nói tiếng chó đúng không, mày cũng hiểu thì mày cũng là chó thôi đúng không, đâu có khác gì đâu. Mà chó này còn chó trung u nữa, chó này còn người ta chưa 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 đuổi đã chạy con mẹ nó hết rồi. Ngu ai ngu? Ngu thì đấy, hãy nhìn kỹ những gì chúng nó làm. Chúng mày làm được cái gì cho cái thiên hạ này? Hả? Đánh nhau với Trung Quốc thì bị thua, mất mẹ nó cái Trường Sa, Hoàng Sa. Hả? Mỹ nó lại chơi đẻo, nó lại bỏ mẹ chúng mày đi, xong nó về nó bắt tay làm ăn với Trung Quốc từ năm 73 đó. Sao chúng mày sang đấy chúng mày không biểu tình nó đi? Nó là cộng sản đấy. Không? Nó bán mẹ nó cái Hoàng Sa cho bọn Trung Quốc rồi. Xong nó bỏ mẹ chúng mày, chúng mày chạy như chó. Xong sang đấy lại làm tay sai cho bọn Mỹ, xong bọn Trung Quốc để chống hàng hóa Việt Nam. Chúng mày có cái gì để tử tế với người Việt Nam chưa? Tao ghét chúng mày cho nên tao mới muốn lên đây tao chửi chúng mày thôi, hiểu chưa? Chứ không ai rảnh hơi đâu. Đàn ông gì mà không dám đối diện với phụ nữ, nhục quá con ơi. Đúng rồi. Mày muốn nói chuyện thì mày lên đây mày nói thẳng với tao, làm sao cứ phải ở dưới. Mất cái gì? Mất thì mất bốn. Mất mồm thì mồm thổi kèn. Nhìn mày không ra cái gì. Ừ, nhìn tao không ra gì, tao xấu năm. Nhưng mà cũng còn hơn mày, mày không dám đưa cái mặt mày ra, có nghĩa là cái mặt mày nó đi ra người ta sợ, đúng không? Nhưng mày đẹp hơn tao đấy, thì mày chứng minh sự thật là mày đẹp hơn tao đi, đúng không? Thì đưa đi lên đây, mời lên đây nói chuyện này, để cho mọi người biết là ô toàn đẹp trai thôi. Nhá, giỏi lên đây. Sao chê người ta xấu, chê người ta xấu thì mình phải khoe mình đẹp lên để cho chứng minh cho người ta biết là tao đẹp hơn cộng sản. Hiểu chưa? Còn mày không dám thò cái mặt mày lên ấy thì đâm đầu đống cứt chết mẹ mày đi. Đúng không? Sắp vào lò chưa? À, nếu mà mày là cái dạng này á, chỉ sắp vào lò thôi. Đúng không? Chuẩn bị tiền đi mà chôn chứ không có thiêu nóng lắm. Cho là lò barbecue ấy. Đề nghị gọi thêm lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hiện lực lượng cộng sản quá nhiều, đề dừng dừng tay không đu càng nữa để tập trung cho kháng chiến. Sao bị đuổi vậy? Mình tưởng người Mỹ yêu chó lắm mà. Lắm chứ. Nó đâu có bằng con chó đâu. Bốn mắt nó nhìn thấy tao chửi mày không vậy con, cái gì? Bốn mắt có nhìn thấy tao chửi mày không con đĩ ly xạ. Mày chửi tao đâu có xuống được ký mẹ nào đâu. Đó. Chửi tao càng vui. Chửi chứng minh nào mày đang cứu tao. Mày tức á. Uống thuốc chưa? Đó.
uống thuốc đi không đó nữa bị đứt mạch máu chết con mẹ đi đi tao mất một thằng chửi nhau buồn lắm hiểu không? Nhìn thấy mày chửi chứ mày chửi tao mới vui chửi đi come on chửi nữa đi cái gì thổi kèn mày làm nghề thổi kèn hả? Ừ tao làm nghề thổi kèn đấy thổi thổi cho những cái thằng nào chuẩn bị chết gọi tao đến tao thổi cho tổ sư nhà mày khổ thế cơ chứ này xong dám lên đây tao cho mày chửi mệt nghỉ mệt văn nghỉ luôn nhá chửi kiểu gì cũng được ấy lên đây chửi cho vui làm sao mà khổ thế. Đó. Văn minh của Ba Que thật đáng tự hào. Đang giành giải Nobel văn học. Văn học ấy, chúng nó văn minh, văn con mẹ nó minh ấy. Lúc này người dân Ba Que chúng nó về Việt Nam, chúng nó đem con cháu chúng qua xứ Tư Bản nhiều lắm, cái lũ chó điên nhiều lắm là bao nhiêu người? Việt Nam vẫn còn 90 mấy triệu dân phải không? Bao giờ chúng mày mang bê được hết sang bên Mỹ ấy, là thành công rồi, cộng sản lại chiếm con mẹ cả Mỹ nữa. Đúng không? Cộng sản đi khắp các nơi để chiếm các nơi rồi. Đúng không? Sao chúng mày không biểu tình? Sang sang nhiều quá chúng mày đâu được ăn trợ cấp nữa. Nước nó nghèo nó đâu lấy mẹ đâu ra lắm tiền đấy nó cho. Dân Mỹ không biểu tình ạ. À? Nó đồng hóa cái dân Mỹ mất tiêu rồi. Eo ơi anh hùng của Ba Que đây hả? Ừ đúng rồi. Không dám lên mình gạ suốt từ nãy đến giờ lên không nổi nữa mày mày còn lên được nữa không hết xí quách đâu lên được nữa đâu già có mẹ nữa rồi con gái còn sàn bọn cao tao cảm thấy vui con gái cộng sản bọn tao cảm thấy vui khi được chó vào nghe cho sủa sủa nhiều và đi khang nguyên đúng rồi Ba Que cứ đại biểu xuất sắc thế nhỉ cả từ sáng đến giờ mới có mỗi một thằng Ba Que vào mà không dám lên không lên được khổ lắm kiểu này Ba Que tức vỡ tim mất. Ừ, cho nên mình cũng không muốn làm tội nghiệp chúng nó tội nghiệp nó mà chết thì mình lại mắc tội giết người. Lúc này người dân Ba Que chúng à cái gì cuồng hồ cuồng cộng tao cuồng hồ tao cuồng cộng đấy mày làm gì tao tại sao chúng mày vẫn nói là trục xuất cộng sản về Việt Nam mà không đứa nào làm được con mẹ gì hết chỉ được cái lỗ mồm thôi đuổi được lợi mình về chứ hả ngu quá sức là ngu mà mày còn tỏ ra nguy hiểm mày ngu quá tao cũng không thông não cho mày được mày có cái gì thông hả thông như thế nào lên đây thông hộ tao đi tao ngu lắm nên lên đây thông come on don't be shy đấy thông đi lên đây tao mời mày lên đi không lên á không lên được ấy thì thôi đừng có ẳng nữa nhục nhã lắm hiểu chưa già con mẹ nó hết xí quách rồi đâu lên nổi nữa phải không ok thôi không trêu mày nữa đâu trêu mày nó nát nữa về đất mạch máu chết mẹ tai biến mạch máu não chết con bà nó đi lúc cái tao này mất công tao mắc cái tội giết người
Chắc bà que lên sợ không xuống được. Chị Quách rồi không lên được nữa, khổ lắm. Chị xã đang uống bia mà mày thèm à? Tôi uống trà thôi, không phải bia. Tụi ba que đang chuẩn bị ngày mới đi bưng phở rồi. Có mỗi con chó Khang Nguyên thôi. Bây giờ là đang buổi đêm à? Hình như mồm mày sủa ra thối quá, tao không thể giúp mày thông não cho mày được. Ủa sao mày ngửi mồm tao bao giờ mà mày biết mồm tao thối hả? Mồm tao thối mà sao cứ thích vào đây nghe đấy? Không thích cộng sản thì đi chỗ khác, tại sao cứ đâm đầu vào đây để cho cộng sản nó chửi cho hả? Sao ngu thế? Không thích cộng sản thì đi ra nghe cái con Ni Xà Phạm ấy, nó nói cho nó sướng. Làm sao mày đâm đầu vào để nghe con cộng sản nó chửi cho? Mồm ba que thơm nấm hả, hơi cái chết cả đám ruồi xanh. Cười như con điên. Mày chắc không có chồng. Ừ, thích có chồng. Em lên đây em tìm chồng mà. Anh lên đây em xem anh đẹp trai không? Em ứ có chồng. Em ứ có thằng nào nó lấy. Khổ lắm cơ, em ế con mẹ nó rồi. Tội nghiệp em lắm cơ. Em thèm chồng. Chó và que sợ lá. Chửi cái bùi tao nè. Bùi đâu? Bỏ ra cho thiên hạ xem cái xem còn không. Có khi bật đèn soi 7 ngày méo thấy nó ở chỗ nào nữa, tìm không ra nữa. Mày cúi xuống mày tìm xem mày còn cái củ chuối của mày không đã, có tìm được không? Hả? Mà cứ mang ra đây mà khoe. Mày giỏi mày lên đây mày khoe, tao cho mày khoe luôn. Bố thằng ba que, trêu ba que là khoái nhất. Bỏ ra xem nào, nếu mà mày còn mày bỏ ra tao xem nào. Mặt mày xấu ai mà đi lấy mày. Ừ, mặt tao xấu lắm. Cái dạng chúng mày mẹ sư sách ghép 70 ngày cũng chưa tới được đâu. Bán cái xấu của tao đi nuôi cả cái dòng họ ở nhà mày, ăn cả mấy đời cũng không hết đâu. Mình mà ba que nghe chị đi xa Vũ nói cũng tức thật. Thôi hết rồi còn đâu khoe con. Khoe cái gì, tìm bật diêm soi 7 ngày á, bây giờ là bấm đèn pin soi 7 ngày không có tìm được ra nữa. Không nuôi được thằng em ra nữa, bày đặt khoe. Mẹ mày chửi tao, tao không cần chửi lại mày đâu, nhưng mà tao nói mày mày chết đêm về còn tức cơ. Tốt hơn hết là đừng có khoe của ra đây, hiểu chưa? cứ buồn buồn lên trên này chửi bọn bà que khoái. Con cháu chú Thanh Nguyễn công nhận mồm mày ẳng cũng ghê. Ẳng mồm tao ghê là đúng rồi, mới trị được chúng mày chứ. Không ghê làm sao trị được chúng mày. Chúng mày cứ mang phụ tùng cơ thể ra chúng mày khoe. Ta cho chúng mày khoe luôn, được quyền khoe luôn, tự do. Tự do dân chủ. Nhưng mà đâu có làm chủ được cái của lợ của mày đâu. Mày cũng không làm chủ được của lợ mày, mày tin không? Không tin tự kiểm tra đi để biết. Thằng Khang Nguyên đi tranh cử chức chủ tịch cộng đồng ba que đi, tao bầu cho. Một đại diện xuất sắc của ba que thế này không làm lãnh đạo cộng đồng hơi phí. Chị gọi lên cho bọn em xem mặt
mũi ba que nó như thế nào, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa biết ba que là cái giống gì. Ba que á, tiếng Trung Quốc gọi là ba cặp, sám cặp, nhất nhị tam, đấy cái cờ của nó đó. Đấy, tiếng Trung Quốc gọi là sám cặp. Đấy, các em cứ gọi ba cặp cho chị. Mày mày chửi chuồn à, là làm sao chửi tao đi con đĩ ly xà vũ ơi, tao khoái mày chửi lắm. Ờ, tự nhiên tao chửi mày, mày chửi tao, tao chửi lại cho nghe đó. Mày muốn muốn nói về chửi về vấn đề gì tao chửi cho mà nghe. Nó vẫn còn thích nghe ly xà chửi, nó đang muốn chửi, mời lên cho mọi người. Nó đâu có chịu lên đâu, không lên được nổi nữa, các em thông cảm. Già rồi, hết xích quách rồi, bật đèn pin soi 7 ngày không thấy, làm sao mà lên, tìm không thấy nữa, làm sao mà lên được, không lên được rồi. Không lên được nữa rồi. Ta thách mày lên đấy, mày không lên thì mày làm chó ăn cứt. Mặt mày cũng dày đấy chứ. Mặt tao dày hay mặt mày dày? Tao ngồi nhà tao, tao nói chuyện, mày cứ đâm đầu cắm cổ vào đây chửi mà cứ trơ ra, lên không được. Người khác chửi nữa. Nói mà chết mày. Nói gì? Nói mà chết mày, nói gì? Nó không dám lên đâu, đúng rồi. Em chào chị nha. Chào tất cả chị em trên diễn đàn. Không xuống được, đúng rồi. Tôi già còn phục quốc. Nó già nó chỉ phục kích thôi, phục kích. Nó chỉ phục kích thôi, xong phục kích cộng sản đó. Đó, nó suốt ngày nó phục kích cộng sản, để nó vào đây nó phục kích cộng sản. Nói phải nói đúng giọng, không các anh bảo mình ngọng. Ô mà chị ơi, lạ đời quá. Bên diễn đàn bên kia Bình Dương mấy người đang vô cái diễn đàn của một cái thằng Việt Kiều ở bên bên Mỹ đó. Em nói chị với, bây giờ đất nước mình bây giờ nhu cầu á, bây giờ xây cái nhà hát là chuyện bình thường thôi. Em hỏi chị chứ bây giờ là tụi em là người trong nước đóng thuế, bây giờ em thích, bây giờ tôi là công ty, tôi thích. Mấy em nhà kia thích đi. Quá mồm, thích là tôi xây thôi các em. Thôi anh đi có việc. Sao anh đi thế, việc mẹ gì, già con mẹ rồi, đi đái phải không? Ngồi lâu đó. Quá không đi đái, không đái mẹ nó ra quần thì có. Già thì mới cần tranh quốc, tự quốc, lấy mảnh một hai mà chu xuống một cái hai. Anh cứ đi rồi, anh đi mất rồi. Dân mình bây giờ giàu nên bây giờ thích xây nhà hát nó có đâu, nó là em chắc chắn là gái hoặc bà que bà đê chị già, nó không ai giàu đâu. Mấy cái người này là già rồi, già rồi không có gì làm mà ngồi, già hơn chị tí, chị cũng già rồi. Bọn đấy nó không phải là hơn 60 tuổi là trẻ nhất, còn lên đây được cái là già thì mới cần tranh quốc. Chết chết chết. Gặp Bình Dương chắc ba que không có đường về, lên chuốc chuồn mất. Nó chuồn rồi, chạy mất rồi.
Nó thấy em vô lại chuột à. Lên đi, đúng là ba que đu càng bỏ chạy đúng. Mà chưa nhận ra. Đúng là cái đám ba que. Chạy mất rồi. Chạy mất rồi chị. Em vô lại đám ba que chạy cho nè. Tào lao không. Ở bên nước ngoài em hỏi chị chứ có đóng đồng thuế nào đâu. Đó. Không có đóng đồng thế nào mà người ta muốn xây cái gì đó. Bây giờ ta thích xây cái nhà hát lên á. Bây giờ nói thẳng với đám ba que nè. Bây giờ tôi thích dân tôi á. Bây giờ đóng thế tôi thích xây nhà hát lên. Để tuyên truyền ca múa hát, nhảy nhót được ok không? Để tuyên truyền để chống ba que được không? Tào lao. Mẹ làm cái gì tụi mày cũng lên. Tụi mày có đóng đồng thuế nào cho đất nước không? Lên đây phản đối. Qua diễn đàn kia nói vậy thôi, dân ngoan là cái chuyện của tao giải quyết, không cần tụi mày. Đất nước là tự giải quyết nha chưa, không cần tụi mày về đây mà tụi mày chỏ mỏ về. Nếu tụi mày có giỏi thì tụi mày về mà lật. Giờ thích bây giờ thích đó, xây đó, dân bây giờ là cứ bây giờ là thích xây nhà hát lên. Để không được đó, vậy được không? Giống như bây giờ một cái sim điện thoại đó ra bán ra ngoài đó, mấy tỷ, mấy chục tỷ đó, vẫn có người mua. Tào lao. Đất nước của mình đã không đi lưu vong, mà đã phản lại đất nước thì đừng có ý kiến về gì về đây hết. Dân trong nước tao cực khổ cũng để ra tụi tao. Không cần gì tụi mày ý kiến ý cò về đây cả. Bao nhiêu năm rồi, qua diễn đàn kia nói vài tiếng lóc người ta, rồi nói xuyên tạc. Mẹ tụi mày. Bây giờ nhà nước, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có một cái nhà hát nào mà nó vừa tầm. Bây giờ thích xây cái nhà hát vậy đó, hoặc xây để không vậy được không? Khỏi cần bàn vấn đề kinh tế về phân tích gì cho tụi mày, rồi phải ngồi đó tụi mày bàn cãi làm gì. Bây giờ thích xây để không được có không? Thuế tụi tao đóng đồng ý cho nhà nước xây đó. Còn nói chày cối mày thôi, chứ còn nói với tụi mày bây giờ có phân tích tụi mày cũng chả hiểu mẹ gì chứ. Ta xây lên thì tụi mày nói là để nghe giao hưởng. Ai mà cho vô đó là nghe giao hưởng không đâu. Vô đó người ta liên hoan văn nhạc, về nhạc nhạc này nhạc kia cũng được. Đâu phải là vô mà nghe giao hưởng. Giao hưởng thì mà nhạc Mozart rồi Beethoven là chuyện bình thường. Nó nói là Việt Nam mình chả có ai mà biết nghe hết. Làm như tự ơn tụi mày biết nghe không bằng. Bộ dân tụi mày đánh giá người Việt Nam quá mà tụi mày mang dòng máu Việt Nam mà đánh giá người Việt Nam mình là không đủ trình độ nghe nhạc Mozart với Beethoven. Mẹ bộ mày ngu quá trời. Cái xây nhà hát ấy, chị Lê Sà có cái ý kiến như này này. Ở đâu cũng phải làm ăn kinh tế đúng không? Khi mà mình xây một cái nhà hát lên ấy, thì cái nhà hát đấy nó phải tầm cỡ quốc tế đúng không? Thì mà mình có một cái đoàn nào á, người ta đến đấy người ta thuê cái nhà hát đó thì người ta phải trả tiền. Thì cái tiền đấy có phải là mình có thu nhập không? Rồi đến khi có một cái đoàn nào nó vào thì ví dụ như là có một ca sĩ nổi tiếng nào nó muốn về Việt Nam nó biểu diễn thì có phải tổ chức sự kiện được khách từ các nơi tới hoặc nhưng mà mình làm cái đó chị biết không? Mình tổ chức những cái sự kiện lớn nhưng mà thôi bây giờ giải thích thì có giải thích cái nào tụi nó cũng không nghe đâu. Bây giờ em nói thẳng một câu, bây giờ tụi tao trong nước đóng thuế nè, bây giờ tao thích nhà nước xây lên để mà tuyên truyền chống ba que được không? Vậy thôi, đến nhà nói. Đó, thích bây giờ là đất giàu đó. Không cần phải nói với ba que, tại vì ba que nó không có tư cách gì để nó phản đối với cái chuyện đó cả. Cái phản đối là những cái người mà ăn theo ở Việt Nam đó, người ta phản đối thôi. Chứ cái bọn ba que nó quốc tịch khác, nó làm gì có tư cách để làm nó... gì? Gì mà đang live stream kìa chị. Vậy mà bên kia đang live stream mà phản đối rồi hỏi đem ra ngoài trừng trị người ta, trừng trị nhà nước ở bên nước ngoài mà kêu người dân trong nước trừng trị. Không ai. Bây giờ chị lấy một ví dụ như này nhá. Người ta muốn mở tổ chức một cái sự kiện gì đó thì nó mời các nước về. Thì Việt Nam ấy là cái nơi mà
giống như là rẻ đó, tại vì ăn chơi này kia cái thứ đồ này kia các thứ nó rất là rẻ, cho nên người ta có thể tổ chức ở ở Việt Nam thì tất cả các nước nó về đó. Ví dụ như là phải thuê một cái nhà hát ở ở Mỹ là bao nhiêu triệu đó, về Việt Nam á nó cái tiền nó rất là rẻ mà người ta lại được đi du lịch đó. Thì có phải là người ta thích hơn không, thì là mình lại kéo được khách em du lịch và chị chị nói rất là đúng, nhưng mà em nói chị với bây giờ nói với tụi nó okay, nói với tụi nó bây giờ tụi nó không nghe đâu chị ơi, tụi nó đang xuyên tạc tùm lum hết trơn nè. Nó nói là tiền xây dựng sao không nó kêu là phải sao không xây dựng các cái bệnh viện mà để mà cứu người dân. Nói bệnh viện bây giờ đi đâu mà chả có, bây giờ bệnh viện quá nhiều rồi, đầy đủ rồi. Vấn đề người ta làm ăn kinh tế thì người ta phải tính toán, khi mà làm cái gì người ta cũng phải suy nghĩ. Còn bây giờ nói chạy cối với tụi bay đúng không, nói thẳng luôn là bây giờ xây để không được không, để một cái biểu tượng đó, lâu lâu mọi người thích ra đó đánh cầu lông rồi đi đâu chơi được không, nói chạy cối vậy thôi. Chứ em nói chị bây giờ mà có giải thích là ý này ý kia rồi vị trí nằm ở trung tâm quận 2 cái này kia, tụi nó không hiểu đâu. Tụi nó đi mấy chục năm đâu có biết thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nó như thế nào. Mà bây giờ ngồi mà mọi người mà ngồi phân tích. Em hỏi chị chứ nếu mà phân tích mà nó nghe nó hiểu không nói gì. Mà nó nghe cái câu A nó làm nó nghĩ câu B không à. Em hỏi chị chứ làm sao. Cái câu đúng nó không có chấm đâu mà nó chấm câu B đó. Câu chấm câu sai chơi vậy đó. Thì bây giờ các chị có vậy. Các em đừng có no về cái chuyện của chúng nó. Chúng nó không có tư cách gì để chúng nó xem vào chuyện Việt Nam. Mình nói là nói cho dân Việt Nam mình hiểu thôi. Chứ còn là cái bọn bên nước ngoài hải ngoại đừng có để ý chúng nó, kệ mẹ chúng nó. Mình chỉ nói cho dân mình hiểu thôi. Chứ còn cái bọn đấy nó không có tư cách gì để nó ngăn cản rồi nó này kia các thứ. Đúng không? Mình phản biện là chúng nó là tại vì mình muốn cho người dân mình hiểu ra cái lý luận đó thôi, chứ còn nó đâu có phải để cãi nhau với chúng nó đâu, đúng không? Còn em nói cho chị á, nếu mà phân tích ra đầy đủ ra là mở một cái nhà hát nó rất có lợi. Bởi vì sao? Cái vị trí nó nằm ở đó, sau này nó là một cái bộ mạch của đất nước của mình, bộ mạch của đất nước mình. Nó là cái nơi chị lấy một ví dụ, người ta mà tổ chức một cái hội giống là muốn tổ chức một cái sự kiện gì đó thì phải có một cái nhà hát tầm cỡ để cho người ta biểu diễn, người ta này kia các thứ ở đó, thì có phải đúng là rồi. Nhiều người ta có thể mua vé đi Việt Nam một cách dễ dàng ở các nước, nhưng mà người ta mua vé đi Mỹ nó lại là một cái khó khăn, đúng không? Tại bây giờ tiền là đắt hơn giá tiền ở Việt Nam. Người ta có thể mua một cái vé đi Việt Nam cách dễ dàng, đúng không? Còn là đi Mỹ là chẳng hạn như 2.000 thì đi Việt Nam chỉ có 1.000 thôi. Thì người ta tổ chức ở đấy, người ta thuê những cái nhà hát hay thuê những cái nơi nào đó nó rẻ hơn. Đó. Cho nên là cái đó là có lợi cho Việt Nam chứ. Tại sao lại chống đối làm sao? Mấy thằng làm em nói chị nè. Tại bàn chuyện. Ok. Em ơi, các chị phải đi rồi đấy. Cho nên là Dạ ok chị. Rồi em xuống em chung. Dạ. Hẹn em hôm khác nha. Ok, cảm ơn các bạn nha. Vào đây tàu nào mình đi xa. Bye bye. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ.